đại ân của tiền bối nhiếp vân khắc ghi trong lòng thấy tiêu diêu tiên vì mình mà không thích đắc tội với tam đại chúa tể trong lòng nhiếp vân cảm kích không thôi không cần ngươi nhớ chỉ cần cho ta cho thêm mấy hồ lô rượu ngon lần trước là tốt rồi hai mắt tiêu diêu tiên sáng lên không ngừng chép miệng dường như đang nhớ lại dư vị tuyệt thế nào đó được loại rượu này ta có rất nhiều nếu như tiền bối muốn uống muốn bao nhiêu ta sẽ lấy cho người bấy nhiêu bảo đảm khiến cho người uống đủ nhất vân cười ha hả một tiếng mặc dù ngoài mặt nhìn tiêu diêu tiên bởi vì còn ân tình rượu ngon của hắn mà dắt ai nhưng mà hắn biết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy người có thể trở thành chúa tể sẽ không ai hồ đồ cho dù trong lòng chỉ có rượu thì tuyệt đối cũng không thể nào vì vậy mà ủng hộ người như hắn đương nhiên nếu như đối phương không muốn nói lấy cớ rượu ngon như vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều không thể làm gì khác hơn là thuận thế mà cười nói hai người đối thoại như vậy nghe vào trong tay người khác Quả thực bị mọi người cho rằng một bầu rượu ngon đã có thể hối lộ được tiêu diêu tiên, trong mắt mọi người hiện lên vẻ hâm mộ. Nhất là những người đang xem náo nhiệt kia, tất cả đều muốn biết rốt cuộc nhiếp vân đã đưa ra rượu ngon gì mà có thể khiến cho tử tiên luôn mơ mơ màng màng trên đời này, lại nhớ nhung như vậy. Lý tiêu giao, ta thấy người đã bị rượu làm cho đầu óc mê muội rồi, chỉ cần ngươi lập tức rời đi, rượu ngon của kiển huyết hoàng cung ta có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Kiển huyết lão tổ nổi đóa lên vốn hắn tưởng rằng nhất vân này là con tư sinh của lý tiêu giao hoặc là có quan hệ thân mật nào khác thế nhưng hắn không nghĩ tới chẳng qua chỉ là giao tình một bầu rượu mà thôi rượu của kiền huyết hoàng cung ngươi mà cũng gọi là rượu ngon sao quả thực chẳng khác gì nước tiểu lão tử quỷ ta tình nguyện kiêng rượu cũng không uống thứ đồ chơi kia tiêu diêu tiên gãi đầu nói ngươi mất mặt bực này khiến cho kiền huyết lão tổ tức giận đến mức lông mày không ngừng nhảy lên thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu mà chết tươi Nhà ngươi nói uống rượu chẳng khác gì nước tiểu, cả nhà ngươi mới uống nước tiểu. Ngươi đã không muốn đi, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, động thủ đi. Ma Thiên, ngươi ngăn cản Tiêu Diêu Tiên trước, ta và Phù Hư trước tiên chém giết tiểu tử kia, rồi lại nói sao? Biết cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Kiển Huyết lão tổ cũng ngưng trọng vô cùng, hắn lại quay đầu phân phó một tiếng. Được. Thân thể Ma Thiên lão tổ khẽ búng một cái, bắn thẳng tác về phía Tiêu Diêu Tiên hai người đều có kinh nghiệm giao thủ trước đó đối với thực lực bản thân mình rất rõ ràng cho nên vừa mới động thủ đã lập tức ngang tay ai cũng thắng được đối phương nhiếp vân ngoan ngoãn hạ hỗn độn thệ ngôn như vậy chuyện hôm nay cũng đến đây thôi nếu không ngươi cũng đừng mong chạy thoát bàn tay của phù hư chúa tể khẽ động một cái hai ngọn núi lớn bay qua che khuất bầu trời trên đỉnh đầu nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì chứ động thủ đi kiền huyết lão tổ cũng lười nói nhảm thân thể giống như cung dương lên trường đao trong lòng bàn tay động một cái giống như mũi tên bắn tới chiêu đao pháp này không phải là dùng vũ kỹ loại đao mà là một loại thủ pháp cung bắn tên ra đem toàn bộ lực lượng trên thân đao tích góp từng chút một rồi chợt bắn ra bộc phát ra uy lực không tầm thường tu vi đạt tới loại cảnh giới này của bọn họ tuy rằng chiêu này không phải là vũ kỹ thế nhưng lại hạ bút thành văn hồn nhiên thiên thành nếu chuyển đi ra ngoài tuyệt đối sẽ là một công pháp tuyệt thế động thủ. Thấy kiển huyết lão tổ trực tiếp như vậy, phù hư chúa tể cũng không có nói nhiều mà cười ha hà một tiếng, bàn tay run lên cự sơn lăng không đè xuống. Hai đại cường giả chúa tể đồng thời xuất thủ, khắp nơi trên không trung đều bị lực lượng cuồng bạo bao phủ, toàn thân nhất vân nhất thời hoàn toàn bị bao phủ. Được, để ta xem một chút uy lực hai người các ngươi liên thủ ra sao a Thấy hai người vô sỉ liên thủ công kích, vẻ mặt nhất vân ngưng trọng, ánh mắt chợt lóe lên hắn nghĩ tới một biện pháp cho nên cũng không có cuống cuồng thi triển ra tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh mà chỉ gầm thét một tiếng trong tiếng gầm ầm ĩ thân thể nhanh chóng tăng trưởng trở nên vừa cao vừa lớn cái tay bên phải giơ lên một cái một cái trường thương xuất hiện giống như độc long vậy ngay tức thì đâm về phía trước lưu quang trường thương nơi mà thương của hắn đâm cũng không là nơi mà kiền huyết đao của kiền huyết lão tổ chém ra cũng không phải chỗ rơi xuống của phủ hư đam sơn mà là chỗ khe hở vừa mới xuất hát y không có chút liên hệ nào khiến cho người ta có chút kỳ quái. bất quá sau một khắc không còn có ai cảm thấy kỳ quái nữa. một thương đâm ra, bàn tay bên trái nhấp vân run một cái, một cái ấn lớn lăng không xuất hiện, bay lên trên trời, bắn thẳng tác về phía cự sơn phù hư đam sơn nghênh đón. kiền huyết long ấn đáng chết, phù hư dừng tay, không được đả thương tới nó. thấy đại ấn đột ngột xuất hiện, sắc mặt của kiền huyết lão tổ trầm xuống. kiền huyết long ấn vật này mặc dù cấp bậc không cao cũng không có đạt tới cấp bậc thần binh chúa tể thế nhưng cũng là thứ mà hắn tốn một cái giá rất lớn cùng với rút ra toàn bộ linh tính của kiền huyết đại lục luyện chế mà thành đại biểu cho toàn bộ vận mệnh của kiền huyết hoàng triều một khi bị hư hại toàn bộ hoàng triều sẽ không còn uy tín uy thế khổ cực thành lập nhiều năm như vậy cũng sẽ không còn sót lại một chút gì được phủ hư chúa tể cũng nhận ra cái đại ấn này cho nên vội vàng đánh phủ hư đam sơn ra hướng khác loại binh khí công kích như cự sơn, mặc dù uy lực vô cùng, thế nhưng tính linh hoạt lại kém xa không bằng những binh khí khác. Thế nên mặc dù cự sơn này là binh khí của hắn, chỉ là mới vừa rồi, khi đánh ra hắn đã dùng hết toàn lực, lần này đột nhiên muốn đổi hướng. Lực lượng so với trực tiếp bị đánh vào người còn khó chịu hơn, khí huyết cả người di chuyển lên trên, thân thể không tự chủ được lảo đào một cái. Két! Cự sơn bị hắn mạnh mẽ ngăn cản lại, mặc dù công kích đã dừng lại, thế nhưng kiền huyết long ấn mà nhất vân khống chế cũng không có dừng lại vẫn tiếp tục đánh vào cự sơn đáng giận lần này nếu như va chạm kiền huyết long ấn không vỡ thì cũng không sai biệt lắm sắc mặt kiền huyết lão tổ xám ngoét miệng thét dài một tiếng kiền huyết đa trong tay o vung vẩy một cái đã biến hóa phương hướng cả người bắt tới kiền huyết long ấn xuống đây đi động tác của hắn cũng nằm trong phạm vi tính toán của nhiếp vân chính là vị trí của mũi thương hai hàng lông mày của nhiếp vân nhướng lên thương kình cuồng bạo nhập vào cơ thể đối phương. Phanh! Lần ôm cây đợi thỏ này tương đương với kiển huyết lão tổ va chạm với mũi thương, uy lực cực lớn, một thương đã đâm vào ngực của hắn. Một đạo khe nứt xé rách không gian xuất hiện, kiển huyết lão tổ lập tức giống như viên đạn bắn ra bên ngoài. Thần binh chúa thể phòng ngự, không hổ là cường giả chúa tể, quả thật là giàu có. Một thương đánh bay kiển huyết lão tổ, nhếp vân thu thương mà đứng. Mới vừa rồi tuy rằng một thương này đánh trúng chỗ hiểm, thế nhưng cũng không đánh chết được kiện huyết lão tổ nguyên nhân rất đơn giản trên người của đối phương không ngờ còn có một kiện thần binh phòng ngự chúa tể bất quá dù vậy thế nhưng uy lực của một thương này vẫn cực lớn một kích đã khiến cho đối phương hô hấp dồn dập ngược cảm thấy phiền muộn phun ra một ngụm máu tươi không nghĩ tới hai người chúng ta liên thủ lại vẫn để cho ngươi tính toán tiểu tử ngươi quả nhiên là lợi hại bất quá chiến đấu phải dựa vào thực lực tuyệt đối không phải dùng mưu mẹo là được hai tay phù hư chúa tể vung vẩy ở giữa hai lông mày để lộ ra sát khí mới vừa rồi cưỡng ép lấy đi cự sơn khiến cho hắn bị thương nhẹ mà người thiếu niên trước mắt này chỉ đâm ra một thương chẳng những có thể hóa giải thế công của hai đại chúa tể mà còn khiến cho hai người đồng thời bị thương phần năng lực tính toán này ngay cả hắn cũng cảm thấy rung động vô cùng bất quá chiến đấu chân chính không phải dựa vào tính kế là có thể thắng hắn có thể tính toán hai người một lần thế nhưng lần kế thì không có dễ trúng kế như vậy Nhất Vân cũng biết điểm này cho nên mới cười nhạt một tiếng Có thể tính toán một lần là đủ rồi Bàn tay chộp một trào đã lần nữa thu kiện huyết long ấn vào trong nạp vật thế giới Kiện long ấn này thực ra hắn còn không muốn nói hư hại hơn so với kiện huyết lão tổ Thứ đồ chơi này, khi trước chính tay nhếp đồng dao cho hắn Vạn nhất bị hỏng, khiến cho hắn không thể lần nữa trở thành cường giả phong vương Khi đó, còn không phải khóc không ra nước mắt hay sao Dĩ nhiên, hắn cũng biết kiện huyết long ấn là mặt mũi của kiền huyết hoàng triều một khi bị phá hỏng mặt mũi tất sẽ bị tiêu hao nhiều cho nên lúc này hắn mới cố ý dụ địch như vậy ném ra long ấn hấp dẫn sự chú ý của kiến huyết lão tổ một lần phá vỡ ích công kích liên thủ của công kích cũng khiến cho hai người bị thương nhẹ đáng giận ta sẽ khiến cho ngươi vì hành động vừa rồi mà trả một cái giá thật lớn kiến huyết lão tổ lần nữa bay tới sắc mặt tái xanh vô cùng khó coi nếu như không phải hắn mặc thần binh phòng ngự chúa tể như vậy lần này nhất định đã bị thương nặng nghĩ đến hung hiểm trước đó trong lòng hắn đã cảm thấy giận dữ mà không có chỗ phát tiết, trong lòng đã hạ quyết tâm, người trước mắt này nhất định phải giết chết. Nếu không, ắt sẽ thành ác mộng của bọn hắn. Trả một cái giá thật lớn, ta không biết ta sẽ bỏ ra giá cao thế nào, nhưng mà ta biết, người sẽ phải bỏ ra một cái giá cao. Cười nhạt một tiếng vân cổ tay nhiếp khẽ lộn một cái, cũng đem trường thương thu vào trong cơ thể, trên bàn tay trống không đột nhiên xuất hiện thêm một vật. Ngươi, mới vừa rồi ngươi đã trộm đồ của ta thấy vật phẩm ở trong lòng bàn tay của hắn kiền huyết lão tổ sừng sốt một chút lại không nhịn được vội vàng quét qua thân thể một phen sau khi quét qua sắc mặt hắn không khỏi phát lạnh bảo vật trên người không ngờ lại bị đối phương trộm đi không sai biệt lắm bây giờ toàn thân hắn sạch banh bách trừ kiền huyết đao và thần binh phòng ngự chúa tể trên người ra những bảo vật khác đều đã không thấy tăm hơi coi như người thông minh Nhất vân cười nhạt khẽ nhếch miệng một cái cho dù người có trộm đi thì ích lợi gì chứ ha ha cái này kiền khôn hồ này, ta đã nghiên cứu hơn 10 ước năm mới có thể sử dụng. Cho dù có trộm được, ngươi cho là có thể dùng nó để đối phó với ta sao? Thật là nực cười. Kiền huyết lão tổ cười ha hà một tiếng. Vật mà nhiếp vân cầm trong tay chính là kiền khôn hồ trong miệng đối phương, là hỗn độn tĩnh tâm bình mà đối phương đã từng thu hắn vào. Phải không? Vậy thì thử xem một chút, xem ta có vận khí sử dụng được hay không à? Không để ý tới lời cười nhạo của đối phương, tinh thần nhiếp vân khẽ động một cái, lan tràn vào bên trong bình. Trong chốc lát đã cầu thông với tĩnh tâm bên trong, trong mắt hắn hiện lên vẻ hương phấn. Hỗn độn tĩnh tâm bình này quả nhiên đạt tới cấp bậc chúa tể là có thể luyện hóa. Trước đó thực lực không bằng, không có bất kỳ biện pháp nào luyện hóa. Thế nhưng sau khi đạt tới cấp bậc chúa tể, đảo mắt hắn đã phát hiện ra mình đã có thể hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa tĩnh tâm bình, Nhất Vân đã biết được phương pháp sử dụng món pháp bảo này, quả nhiên uy lực vô cùng, đáng sợ tới cực điểm. Bàn tay dương lên, hỗn độn tĩnh tâm bình lập tức bay đến không trung nhanh chóng bành trướng tới mức bằng ngọn núi miệng bình đen nhánh sâu thẳm giống như là một thế giới khác vậy dữ tợn mà đáng sợ ồ bắt đầu lớn dần lên tại sao ngươi lại có thể sử dụng được món pháp bảo này cuối cùng kiền huyết lão tổ cũng không có đem món bảo vật này luyện hóa cho nên bên trong cũng không có dấu vết linh hồn của hắn vì vậy hắn cũng không biết trong thời gian ngắn ngủi kiến pháp bảo từng khiến cho hắn có lòng tin gấp trăm lần này đã có chủ nhân chân chính bất quá cho dù không biết thế nhưng nhìn thấy hỗn độn tĩnh tâm bình nữa xảy ra biến hóa trong tay đối phương thao túng đơn giản thì hắn đã biết nhất định đối phương đã dùng cái thủ đoạn đặc thù gì đó để khống chế bảo vật thậm chí so với hắn dùng còn thuần thục hơn nhiều tại sao ta có thể sử dụng ngươi không cần phải để ý tới làm gì hỗn độn tĩnh tâm bình thôn phệ lười nói nhảm với hắn bàn tay nhất vân khẽ vỗ một cái ở trong miệng bình nhất thời sinh ra một cỗ lực cắn nuốt vô cùng vô tận gào thét thôn phệ về phía kiển huyết lão tổ. Hừ, một chút lực lượng này mà đã muốn thôn vệ ta ta vào sao, ngươi cũng đã quá coi thường ta rồi. Kiển huyết lão tổ cười lạnh một tiếng, thân thể cũng xảy ra biến hóa, trở nên giống như người khổng lồ vậy, cánh tay thông thiên, hai tay dùng một cái đã chặn lại hỗn độn tĩnh tâm bình thôn phệ, đồng thời bàn tay đánh ra một chiêu, giống như vỗ về phía nhiếp vân vậy. Phản ứng rất nhanh, bất quá, ta đã nói rồi, hôm nay là ngày chết của ngươi, thì chính là ngày chết của ngươi bàn tay nhiếp vân khẽ động một cái một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay kỳ hư kiếm thanh thần binh chúa tể này ban đầu bị kiền huyết lão tổ mà rơi rớt mới vừa rồi hắn lại từ trên người đối phương trộm lại lại lần nữa nắm nó trong tay trường kiếm ở trong tay khí thế của nhiếp vân đột nhiên tăng mạnh mặc dù có thiên phú võ đạo sư khiến cho bất kỳ binh khí nào hắn cũng có thể dùng lô hỏa thuần thanh thế nhưng tu luyện nhiều năm như vậy nhưng mà thứ chân chính khiến cho hắn cường đại vẫn là kiếm thuật một kiếm chém ra kiếm ý mông lung giống như từ chỗ sâu nhất trong thiên địa xuất hiện liên tục mà vô tận không có điểm cuối thiên trường địa cửu hữu thì tận thư hận liên miên vô tuyệt kỳ liên nguyệt kiếm thức thứ chín nhất kiếm trường hận kiếm này là hắn nhớ lại từng chút từng chút một với đạm đài lang nguyệt đem tất cả yêu hận dung nhập vào bên trong đó một kiếm đâm ra liên tục vô tận tựa như cảm tình của hắn vậy một khi dính vào trên người thì sẽ không có cách nào thoát khỏi chiêu kiếm pháp này so với nhất kiếm lăng vân còn đáng sợ hơn nhiều nhất kiếm lăng vân bất quá là công kích vật lý đơn thuần mà chiêu này lại đâm thẳng linh hồn vừa xuất hiện đã giống như một cái lưới lớn bao phủ đầy trời bao phủ kiền huyết lão tổ vào bên trong cuộc sống bi hoa ly hợp tụ tan đau khổ chỉ cần trong lòng có kiên trì thì sẽ bị thương kiền huyết lão tổ bị kiếm ý bao phủ thời gian trước mắt như đọng lại một cái cả người đều đẫn ở tại chỗ ở trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh khác kiến huyết hoàng triều mà hắn khổ cực thành lập trong nháy mắt lại vỡ nát một phen tâm huyết trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn chính là kiến huyết hoàng triều lúc này nhìn thấy đế quốc mất đi trong lòng khổ sở thế nào không cần phải nói linh hồn tựa như bị phá hủy hai mắt trở nên đỏ ngầu cổ họng cảm thấy ngòn ngọt, ngọt miệng phun ra một ngụm máu tươi không được miệng thét dài một tiếng bàn tay của quạng về phía trước mà cảnh tượng trước mắt lại giống như hạt cát chảy trong đồng hồ cát vậy từ từ biến mất, căn bản không nắm bắt được một chút nào. Hoàng triều tan vỡ, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhìn tất cả mọi thứ từ từ biến mất, phần kiêu ngạo kia trong lòng kiến huyết lão tổ cũng dần dần trở nên mờ nhạt, cả người thất hồn lạc phách, giống như đời đẫn. Kiên trì và mục tiêu lớn nhất mất đi, cho dù là chúa tể cũng có chút không chịu nổi. Kiến huyết, tỉnh lại đi. Trong lúc hắn ý chí xa suốt, không biết sau này nên làm cái gì thì đột nhiên có một tiếng quát to vang lên ngay sau đó bên tai kiền huyết lão tổ như có tiếng sấm sét nổ vang tinh thần cả người rung chuyển một cái ầm ầm ảo cảnh trước mắt biến mất toàn bộ ngay sau đó hắn đã thấy một đạo kiếm quang trắng nõn đánh tới trước mặt đạo kiếm quang này trong sáng giống như trăng sáng không có một chút tạp chất nào khinh linh mà phiêu giật khiến cho người ta không nhận thấy là tử vong mà ngược lại còn cảm thấy mong đợi giống như chỉ cần nhìn vào thì trong lòng đã mơ hồ có cảm giác mong đợi hy vọng để cho kiếm quang đâm chúng bản thân mình vậy sư bất quá hắn không hổ là cường giả cấp bậc chúa tể tuệ kiếm trong mắt chém một cái tất cả mong chờ rối loạn trong đầu kia lập tức biến mất toàn bộ kiến huyết lão tổ vội vàng truyền thân một cái tránh thoát một kích liệp sát của kiếm quang phanh phanh kiếm quang đâm vào trước ngực của hắn đã bị thần binh phòng ngự chúa tể ngăn cản bất quá lực trùng kích cuồng bạo vẫn khiến cho hắn khí huyết sôi trào sắc mặt cả người trắng bệch không thôi tiểu tử đáng chết đây là kiếm chiêu gì của ngươi đáng chết liên tục bổ nhào mấy cái trên không trung, rốt cuộc cũng dừng lại, miệng kiển huyết lão tổ thờ hồn hền, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng và hoàng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện ra, mình đã cách miệng hỗn độn tĩnh tâm bình chỉ còn có mấy bước, nếu như không phải vừa rồi có tiếng quát to kia đánh thức hắn thì sợ rằng, hắn đã bị cái bình trước mắt thôn phệ, rơi vào bên trong. Có thể khiến cho một vị chúa tể rơi vào mê hoặc, cái gì cũng không biết, kiếm pháp này quả thực quá đáng sợ. Đáng tiếc. Khác với kiển huyết lão tổ đang thở hồn hền, nhất phần chậm rãi lắc đầu một cái mới vừa rồi hắn đã thi triển ra nhất kiếm trường hận nếu như có thể đánh kiền huyết này vào hỗn độn tĩnh tâm bình như vậy bằng vào vô vọng chi thủy và thiên vân chi hỏa cho dù đối phương là cường giả chúa tể sợ rằng cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ luyện hóa mà thôi đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt lại bị phủ hư chúa tể phá hỏng loại cường giả cấp bậc này lần đầu tiên có thể chúng chiêu là bởi vì không biết kiếm chiêu của hắn đáng sợ ra sao nếu như lần kế lại thi triển nữa đối phương đã có đề phòng như vậy khó mà dẫn đến hiệu quả hắc hắc ăn một kiếm nữa của ta nhất vân sao có thể giải thích với hắn chứ kiếm chiêu khẽ động một cái gió nổi mây phun nhất kiếm lăng vân nhất kiếm lăng vân lần này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều kiếm khí cuồng bạo dường như muốn xé rách bầu trời bắn thẳng xuống kiếm mang mạnh mẽ tới mức tất cả vật phẩm đều biến thành hư không không có một chút lực chống đỡ nào hừ hôm nay hai người chúng ta liên thủ nếu như để cho ngươi chiếm thế thượng phong như vậy cũng không cần sống nữa làm gì phù hư chúa tể gầm lên một tiếng hai cự sơn trong tay bay thẳng tới ngang qua không trung chấn áp tứ phương cự sơn vốn bị nhất kiếm lăng vân phá vỡ không gian chấn áp xuống lại lần nữa khôi phục dường không có xảy ra bất kỳ một chút biến cố nào vậy không hổ là vũ khí của chư thiên chúa tể một chiêu đã khiến cho nhất kiếm lăng vân của nhất vân bị phá giải không có cách nào duy trì được nữa hô đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của đối phương nhất vân cũng không hoảng hốt ngược lại trên mặt còn hiện lên vẻ như đã định lời y trước hắn bước lên phía trước một bước lăng không đẩy một cái hỗn độn tính tâm bình to lớn trên không trung lập tức vào tới phía trước thế như trẻ tre sư lực thôn vệ cuồng đại trên miệng tĩnh tâm bình chúa tể có thể chống lại thế nhưng hai cái cự sơn lại có chút không đỡ được lập tức bị bao phủ vào bên trong cự sơn rung động kịch liệt một trận sư một cái đã bị nuốt vào bên trong hỗn độn tĩnh tâm bình rồi biến mất. Cái gì? Bảo bối của ta? Phù hư không nghĩ tới Nhiếp Vân đang chờ hắn làm như vậy, chờ hắn ném ra cự sơn, sau đó lại dùng Hỗn Độn Tĩnh Tâm Bình chiếm đoạt bảo bối của hắn, sắc mặt hắn cứng đờ, thiếu chút nữa từ trên không trung té xuống. Vì luyện chế hai cái cự sơn này, hắn đã tổn hao vô số tinh lực, lại phí vô số tài liệu, là thần binh chúa tể mà hắn am hiểu sử dụng nhất. Một khi mất đi, thực lực hắn tuyệt đối sẽ cực lớn, 10 không còn một. Trở lại trên tay vội vàng vận chuyển pháp quyết thúc giục muốn thu hồi cự sơn lại thế nhưng hắn lại phát hiện ra lực lượng giống như đá chìm đáy biển căn bản không có một chút tác dụng nào mặc dù hỗn độn tĩnh tâm bình không phải là thần binh chúa tể thế nhưng so với thần binh chúa tể còn cường đại hơn chính vì vậy cho nên sau khi kiền huyết lão tổ lấy được mới có thể tự tin như vậy đương nhiên quan trọng hơn là sau khi đem hỗn độn tĩnh tâm bình luyện hóa nhất vân đã đem không gian bên trong tương liên với nạp vật thế giới của hắn một khi cự sơn bị chiếm đoạt lập tức sẽ bị chuyển tới bên trong nạp vật thế giới cái thế giới này hắn là tạo hóa duy nhất đừng nói đây chẳng qua chỉ là một kiện thần binh chúa tể cho dù là thần binh phong vương thì cũng không thể làm gì được người đã hoàn toàn luyện hóa được nó thấy hỗn độn tĩnh tâm bình có thể thôn vệ và chiếm đoạt binh khí của phù hư chúa tể lúc này kiền huyết lão tổ mới hiểu được hóa ra đối phương không chỉ là sử dụng được một cách đơn giản như vậy mà sợ rằng đã hoàn toàn luyện hóa món bảo vật trước mắt này rồi hắn khổ cực dùng thời gian tới mấy ức năm cũng không thể thành công, đối phương lại, dùng mấy tức đã có thể lấy đi, lại còn phải nhìn chuyện này ở trong mắt, khiến cho hắn vô cùng khó chịu giống như ăn phải con ruồi vậy. Không sai, bây giờ có biết cũng đã chậm, ngươi cũng vào đi thôi. Phượng Hoàng Chi rực xuất hiện, thân thể nhiếp vân trượt lóe, đã xuất hiện ra ở trước mặt hắn, lại là một chiêu nhất kiếm trưởng hận, đồng thời chân còn đá ra một cước. Lần này đã có đề phòng, mặc dù kiền huyết lão tổ không có bị mê hoặc bao lâu, thế nhưng động tác của hắn quả thực quá nhanh một cước đã đá vào chính giữa ngực của kiền huyền lão tổ kiếm cước bình phối hợp hoàn mỹ cùng một chỗ nắm chắc thời gian không kém một chút nào sư kiền huyết lão tổ còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đã bị hỗn độn tĩnh tâm bình thôn vệ vào bên trong từ từ biến mất trước mặt mọi người cái gì kiền huyết lão tổ bị một cước của hắn đá vào bên trong món bảo vật đó vật này rốt cuộc là gì kiền huyết lão tổ còn có thể đi ra hay không không biết, cứ nhìn một chút nữa xem. Một màn trước mắt khiến cho toàn bộ mọi người đang xem cuộc chiến chung quanh giật nảy mình, ngay cả Tiêu Diêu Tiên và Ma Thiên lão tổ đang chiến đấu cũng không tự chủ được ngừng tay lại. Kể từ khi chúa tể xuất hiện, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chiến đấu giữa chúa tể và chúa tể nhiều nhất cũng chỉ ngang tay, chưa từng xuất hiện chuyện một vị chúa tể đánh chết một vị chúa tể khác, hoặc là bị bắt đi. Xuất hiện một màn này, Chẳng lẽ thiếu niên gọi là nhất vân trước mắt này đã phá vỡ tất cả định luật trước đó rồi hay sao? Hô! Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, bàn tay nhất vân chộp một trào, hỗn độn tĩnh tâm bình trên không trung lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhất khí hóa tam thanh, tiến vào. Mặc dù ngoài mặt giả bộ, đã chấn áp được kiến huyết lão tổ, thế nhưng trên thực tế hắn lại đang tập trung tinh thần thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, hai đại phân thân đồng thời tiến vào bên trong tĩnh tâm bình hỗn độn tĩnh tâm bình có thể thôn vệ chúa tể thế nhưng muốn đánh chết và luyện hóa đối phương còn chưa có thể làm được uống chi kiền huyết lão tổ lại có thần binh phòng ngự thiên vân chi hỏa vô can chi thủy cũng không thể làm gì được đối phương chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương ném tới nạp vật thế giới thì mới có thể chém giết được phù hư đam sơn là binh khí không có sinh mạng bị tĩnh tâm bình thôn phệ sau đó có thể trực tiếp thu và nạp vật thế giới nhưng mà kiền huyết lão tổ là người dưới tình huống ý niệm của hắn phản kháng cho dù là nạp vật thế giới cũng không thể thu hắn ta vào được bắt ta tới đây mặt thì có ích lợi gì chứ nói cho ngươi biết muốn luyện hóa ta không có cửa đâu nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể vây khốn ta nhất thời chỉ cần ta đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi kiền huyết lão tổ không nghĩ tới mình nhất thời không cẩn thận đã bị thôn vệ vào bên trong bình hắn tức giận đến mức không ngừng chửi bới bên ngoài thân thể có thần binh chúa thể hiện lên lực lượng cuồn cuộn ngăn cản toàn bộ thiên vân, chi hòa và tuyệt vọng chi thủy ở bên ngoài. "Phải không? Muốn đi ra ngoài, người không có cơ hội này đâu." Tiếng gào còn chưa dứt thì đã có một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt, nhạt vang vọng, đột nhiên có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Kiền Huyết lão tổ, đồng thời còn vây quanh hắn. "Không có cơ hội? Hừ, ngươi có thể giết ta được sao?" "Ồ." Kiền Huyết lão tổ ngạo nghễ mà đứng, hắn vừa mới nói được nửa lời thì đột nhiên sững sờ ở sắc mặt trở nên rất là khó coi đây là phân thân của ngươi phân thân của ngươi sao có thể có được thực lực cấp bậc chúa tể chứ chuyện này là không thể nào bằng vào ánh mắt của hắn có thể lập tức nhìn ra hai nhiếp vân giống nhau như đúc trước mắt này nhất định có một người là phân thân thế nhưng phân thân lại có thực lực giống bổn tôn như đúc điều này sao có thể được chứ có phân thân cấp bậc chúa tể như vậy chẳng lẽ một mình hắn có được hai đầu ngụy bản nguyên đại đạo hay sao không có gì là không thể người ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi thân thể thoáng một cái hai đại phân thân của nhiếp vân vọt tới các loại binh khí trong tay không ngừng công kích về phía đối phương người này đang ở bên trong hỗn độn tĩnh tâm bình bản thân hắn đã chiếm địa lợi lúc này lại là hai đánh một rất nhanh đã khiến cho kiền huyết lão tổ tay chân luống cuống có chút không kiên trì nổi nếu như không phải trên người hắn có được thần binh phòng ngự chúa tể chỉ sợ đã sớm bị đánh chết tươi nhưng mà dù vậy trên thân thể cũng tràn ngập vết thương không có chút lực phản kháng nào đáng hận đáng hận nhiếp vân người không nên phách lối cho dù ngươi có thể vây khốn ta, thế nhưng cũng không có cách nào giết được ta. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ dẫn tới những chúa tể khác khủng hoảng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có nhiều chúa tể liên hợp lại đối phó với ngươi hơn mà thôi. Kiền huyết lão tổ điên cuồng gào thét. Giữa chúa tể và chúa tể không có cách nào đánh chết đối phương, chuyện này đã tạo thành thăng bằng từ lâu. Nếu như nhiếp vân đánh vỡ cán cân thăng bằng này, nhất định sẽ bị những chúa tể khác ghen tị, thậm chí sẽ còn liên hợp lại cùng nhau tiễu trừ nhiếp vân. Dù sao mỗi một chúa tể đều có cảm giác ưu việt. Một khi loại cảm giác ưu việt này bị đánh vỡ, ai có thể tiếp nhận được cơ chứ? Chế tài ta, đó là chuyện của sau này, ngày hôm nay người chắc chắn sẽ bị ta đánh chết. Đối với những lời mà kiền huyết lão tổ nói, Nhất Vân đã sớm nghĩ đến, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chúa tể thì thế nào chứ? Có thể giết một người như ngươi thì có thể giết người thứ hai. Nếu như đối phương không có mắt mà muốn đi qua gây phiền toái cho hắn, vậy thì hắn cũng không ngại đánh chết từng người một trong tiếng hử lạnh bàn tay của nhiếp vân chuộc ra một trào không gian của nạp vật thế giới lần nữa câu thông với tĩnh tâm bình tựa như dưới tĩnh tâm bình đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn vậy đây là cái gì Kiền huyết lão tổ sửng sốt một phen đừng để ý cái gì đi xuống đi nhiếp vân hử lạnh trượt vào tới hai đại phân thân đồng thời không ngừng công kích đối với hắn mặc dù kiền huyết lão tổ lợi hại thế nhưng đối mặt với công kích điên cuồng của hắn vẫn có chút không đỡ được không tới ba hô hấp thì đã bị hắn đánh tới bên cạnh hắc động. Sư! Hắc động lập tức thôn vệ kiền huyết lão tổ. Sư sư! Khi kiền huyết lão tổ mở mắt ra lần nữa, thì đã xuất hiện ở bên trong một đại thế giới, mà nhất vân thì đang đứng ở cách đó không xa, hai đại phân thân biến thành một cái. Đây là địa phương nào? Chí tôn vực, sao ta lại chưa từng đi qua chỗ này chứ? Kiền huyết lão tổ sửng sốt một phen. Hỗn độn Hải Dương tổng cộng chỉ có ba đại chí tôn vực, từ lúc nào lại có thêm một cái sao cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua vậy chứ đây là thế giới của ta cũng là mồ chôn của ngươi Nhếp vân cười nhạt một tiếng thế giới của ngươi hai con ngươi kiền huyết lão tổ co rụt lại bất quá ngay sau đó hắn lại cười lạnh lẽo không ngừng coi như là ngươi luyện hóa tiểu thế giới thì thế nào chứ ta có thần binh phòng ngự chúa tể nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn ta vĩnh viễn không cách nào giết ta cùng lắm thì ta ở đợi thêm một đoạn thời gian ngắn ở chỗ này chờ tới lúc ngươi phải thả ta đi ra ngoài theo hắn thấy thế giới này bất quá chỉ là tiểu thế giới mà nhất vân luyện hóa cho dù có thể vây khốn hắn nhất thời thì cũng không thể nào vây khốn được lâu dài dù sao hắn có thần binh chúa tể đều là chúa tể với nhau tuyệt đối không thể nào có thể đánh chết được hắn đây là định lý là đạo lý từ lúc hỗn độn hải dương thành lập tới nay không ai có thể vi phạm phải không chỉ sợ ngươi đã tính sai rồi nhất vân chỉ về phía trước kiên huyết lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng cả người giống như bị thứ gì đó trói buộc vậy thân thể trở nên căng cứng sư một trận cảm giác đau đớn tê liệt truyền tới thần binh phòng ngự chúa tể trong cơ thể lập tức bị bóc ra khỏi từ trên người hắn rụng xuống dưới đất người có thể chóc chúa tể thần binh của ta ra chuyện này không thể nào đây là năng lực mà cường giả phong vương mới có được a à? người là cường giả phong vương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cảm nhận được thần binh phòng ngự trên cơ thể bị chậm rãi chóc ra ngoài kiền huyết lão tổ cảm thấy sắp phát điên. Đây là năng lực mà cường giả phong vương mới có, người thiếu niên trước mắt này làm sao có thể làm được như vậy cơ chứ? Mặc dù ta không phải là cường giả phong vương, thế nhưng ở chỗ này, ta so với cường giả phong vương còn mạnh hơn. Cười nhạt một tiếng, bàn tay nhiếp vân lần nữa, chộp một trào, kiền huyết lão tổ lập tức cảm thấy thần binh phòng ngự chúa tể trên người, còn có kiền huyết đao, hoàn toàn đã mất đi liên lạc với hắn, biến thành vật của đối phương. Ta không tin, dù có nằm mơ cũng không tới sẽ lại xuất hiện tình huống như vậy hai mắt kiền huyết lão tổ đỏ ngầu gầm to một tiếng không ngừng công kích về phía nhiếp vân bất quá công kích của hắn còn chưa tới trước mặt nhiếp vân thì đã biến mất trên không trung giống như chưa từng xuất hiện qua vậy ở thế giới này hắn thân là chúa tể lại cảm giác giống như trẻ sơ sinh vậy yếu đuối tới đáng thương chết đi lười tiếp tục nói nhảm với đối phương ngón tay của nhiếp vân lần nữa điểm một cái khiến huyết lão tổ chỉ cảm thấy thân thể mình bành trướng một tiếng đã nổ thành thịt vụn đầy trời, linh hồn còn chưa có chạy trốn thì đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Cho tới trước khi chết hắn cũng không thể tin được, đối phương lại có thể đánh chết được hắn. Ồ, chẳng lẽ đây chính là ngụy bản nguyên đại đạo hay sao? Giết chết Kiền Huyết lão tổ, Nhiếp Vân đưa tay về phía trước, một cái điểm sáng đặc thù lập tức bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Điểm sáng này có chút tương tự với chủ đan điền của hắn, bất quá cũng hoàn toàn khác biệt, giống như là một cái hàng giả vậy không cần suy nghĩ nhất định là ngụy bản nguyên đại đạo đặc biệt của cường giả chúa tể một hòa đại đạo loại này tương đương với một vị chúa tể ta đã có chủ đan điền thứ đồ chơi này không thể dùng được nhìn kỹ một hồi nhiếp vân lắc đầu một cái hắn đã có chủ đan điền hơn nữa thực lực đã đạt tới cấp bậc chúa tể vật này đối với hắn cũng vô dụng không bằng đưa cho người khác a à. mấu chốt là đưa cho ai đưa cho người nào thì đồng nghĩa với việc người đó có thể trở thành chúa tể loại chuyện này không phải tầm thường Ừ, đúng rồi, thiên tâm đang có thể luyện hóa vật này hay không? Không biết có thể thuận lợi đột phá cấp bậc chúa tể hay không? Trong lòng hiện lên một đạo linh quang, nhất vân sửng sốt một chút. Thiên tâm đằng thân là sinh mạng đặc thù thượng cổ, nhất định cũng có thể trở thành chúa tể. Nếu như đem vật này cho nó luyện hóa, liệu nó cũng cũng có thể biến thành chúa tể hay không? Nghĩ tới là làm, tinh thần khẽ động một cái, thiên tâm đằng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngón tay khẽ điểm một cái, ngụy bản nguyên đại đạo trong lòng bàn tay đã chui vào trong thân thể của thiên tâm đằng ầm ầm ngụy bản nguyên vừa tiến vào trong thân thể thiên tâm đằng lập tức xảy ra biến hóa cực lớn mỗi một cái dây leo cũng trở nên cứng rắn giống như thần binh chúa tể vậy lực lượng mười phần chủ nhân một lát sau một đạo ý niệm truyền vào trong đầu hắn sau khi luyện hóa ngụy bản nguyên đại đạo ý chí vốn không tính là đặc biệt rõ ràng của thiên tâm đằng rốt cuộc đã ngưng tụ biến thành thân thể có thể suy tính độc lập thành công tấn cấp chúa tể. Được. Cảm nhận biến hóa của thiên tâm đằng, nhất Vân mừng rỡ như điên. Thiên tâm đằng thành công tấn cấp chúa tể. Như vậy, cộng thêm tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, tương đương với bốn vị cường giả chúa tể. Cho dù những người khác có mua đồ gây rối như vậy hắn cũng không cần lo lắng. Xử lý xong kiền huyết lão tổ và thiên tâm đằng, ý thức của nhất vân lần nữa trở về bổn tôn. Cổ tay khẽ lật một cái, hỗn độn tĩnh tâm bình bị thu vào nạp vào thế giới. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phù hư chúa tể và ma thiên lão tổ trốn phù hư chúa tể và ma thiên lão tổ liếc mắt nhìn nhau trong lòng hai người đều sửng sốt một chút không có dừng lại chút nào mà lập tức xoay người bỏ chạy có thể trở thành chúa tể đều là hạng người khôn khéo nhìn thấy nhiếp vân lấy đi tĩnh tâm bình đã giải thích rõ ràng đối phương đã hoàn toàn nắm kiền huyết lão tổ trong tay thậm chí còn đã đánh chết đối phương có thể giết chết đối phương như vậy nếu như hai người bọn hắn không trốn đi chẳng lẽ còn chờ bị bắt hay sao? Thù án đã kết, chạy trốn mới là chính đạo, nếu không chọc cho đối phương nổi giận, nhất định bọn họ cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của kiền huyết lão tổ. Hai người này, vừa mới phục hồi tinh thần lại thì đã thấy hai người này mất đi tung tích, nhất vân sửng sốt một chút, có cảm giác như phát mộng. Đường đường là chúa tể mà cứ như vậy chạy trốn, ngay cả một cái giám thí cũng không dám lưu lại, thậm chí ngay cả lời ngoan độc cũng không dám để lại một câu, như vậy cũng không khỏi quá mất mặt đi à. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm thấy bội phục vì sự quả quyết của hai người. Nếu như bọn họ không đi, nhất định hắn sẽ xuất thủ. Đến lúc đó trong hai người này nhất định sẽ giống như kiền huyết lão tổ vậy, bị hắn đánh chết. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đê đê phân rõ hơn thua, lại xoay người chạy trốn, không tức tổn hại mặt mũi. Hai người này cũng thật là độc ác. Cũng đúng, người có thể trở thành cường giả chúa tể, không chỉ có cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, mà bọn họ cũng giống như mọi người, cũng từng trải qua vô số nguy hiểm, không biết tên. Chính vì vậy mới có thể nhạy cảm với nguy hiểm, biết chuyện gì có thể làm, biết chuyện gì không thể làm. Thời khắc mà nhất vân bắt kiền huyết lão tổ đi thì bọn họ đã biết người thiếu niên trước mắt này, không thể nào đối phó. Khi nhìn hắn lại lấy đi tĩnh tâm bình, như vậy đã nói rõ đối phương đã hoàn toàn khống chế cục diện. Người như vậy không phải là người mà bọn hắn có thể chống lại nữa. Thấy đám người phù hư, hư chúa tể chạy trốn, nhất vân biết chắc bản thân không đuổi kịp cho nên cũng sẽ không đuổi theo thực lực của hắn bây giờ vẫn là cấp bậc chúa tể bằng vào hỗn độn tĩnh tâm bình và nạp vật thế giới có thể đánh chết chúa tể khác thế nhưng phương diện tốc độ lại không có gì khác nhau so với những chúa tể khác một khi đối phương chạy trốn cho dù hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng không có cách nào đuổi theo được chiếc cổ thuyền của kiền huyết hoàng triều kia đã đi đâu rồi không đuổi theo đám người phù hư chúa tể như vân nhìn sang chung quanh nhìn một cái trong lòng không khỏi giật mình bởi vì chiếc cổ thuyền kia của kiền huyết hoàng triều chẳng biết từ lúc nào cũng đã biến mất có lẽ kiền huyết hoàng đế thấy lão tổ bị bắt đi bản thân cũng biết không tốt cho nên đã xoay người chạy trốn không hổ là hoàng đế một đế quốc ánh mắt quả thực quá lợi hại nếu như bọn chúng không chạy trốn trước như vậy lúc này tất sẽ bị nhiếp vân bắt lại trực tiếp đánh chết bất quá hòa thượng trốn được miếu lại không trốn thoát trừ phi bọn họ không muốn cơ nghiệp kiền huyết hoàng triều này nếu không chỉ cần trở lại tàng nguyệt trí tôn vực muốn bắt lại vô cùng đơn giản nhiếp vân chúa tể giết chết kiền huyết lão tổ chúa tể không phải là không thể đánh chết chúa tể hay sao cho nên bình thường cũng chỉ là vây khốn a à. bắt đi một vị lại hù dọa hai vị vị nhiếp vân đại nhân này quả thực là lợi hại a à? đấy mới là cường giả thần tượng của ta mau đem tin tức này truyền về cho gia tộc nhiếp vân và quy khư hải đều là người không thể đụng chạm vào đám người đang xem cuộc chiến chung quanh nhìn thấy vừa mới giao chiến không lâu thì nhiếp vân đã bắt đi một vị hù dọa hai vị chuyện này khiến hco toàn bộ toàn bộ mọi người trở nên điên cuồng chúa tể chính là truyền thuyết cao cao tại thượng cơ hồ không ai có thể làm tổn thương tới thế nhưng nhiếp vân này lại đánh vỡ loại cách cục này không cần phải suy nghĩ tất sẽ dẫn tam giới anh động thế nhân khiếp sợ không thôi trong nháy mắt này địa vị của nhiếp vân đã vọt qua phía trên chúa tể trở thành người trí cường hoàn toàn xứng trong tam giới đáng tiếc a à, cường giả loại này chúng ta lại không thể giao hảo quả thực là có mắt không trọng a à. đám người vĩnh dạ hoàng đế mang theo thấy vân đồng mà bọn họ không coi trọng lại đại triển thần uy thậm chí còn đánh chết cường giả chúa tể mọi người chố mắt nhìn nhau hối hận không thôi ngày hôm qua không muốn nói chuyện với người này cảm thấy thực lực của hắn quá yếu không đáng để kết giao thế nhưng hôm nay thấy một màn như vậy bọn hắn mới biết tầm mình của mình hạn hẹp tới giường nào ban đầu người ta ẩn giấu thực lực giao hảo với người ta nhất định sẽ được công nhận mà bây giờ sẽ đi qua nhất định đối phương sẽ không để ý tới sau này nhất định phải có quan hệ tốt với đào huân vĩnh dạ hoàng đế quay đầu nhìn về phía đám đại thần sau lưng Trước đó trong bọn họ không có ai coi trọng thiếu niên gọi là Vân Đồng này, chỉ có Đào Huân giao hảo với hắn, sợ rằng sau này, nếu muốn lui tới cùng với đối phương, thì chỉ có thể thông qua Đào Huân này mà thôi. Tùy tiện kết giao một người không nổi danh lại chính là chúa tể, vận khí của Đào Huân này quả thực là nghịch thiên. Nhất Vân Lúc này Đào Huân đang được đám người vĩnh dạ hoàng đế cảm thán vận khí tốt tới mức đáng sợ lại đang nhìn thân ảnh trôi lơ lửng trên không trung, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này, Hắn đã biết tiểu nhân vật đi theo phía sau hắn trước đó là một vị cường giả chúa tể, Đào Huân bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn ngập kính sợ. Trước còn nói người ta hai lúa, ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện ra người hai lúa, ngu ngốc chính là mình. Thực lực của đối phương như vậy, hắn cũng không có phát hiện ra, đây không phải là người ngu thì là cái gì? Trong lòng kính sợ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may hắn không có bởi vì thực lực đối phương không mạnh mà vứt bỏ đối phương, nếu không chỉ sợ lúc này hắn đã sớm là một cổ thi thể rồi. Nhất Vân không biết hành động của mình đã mang tới biến hóa thế nào trong lòng cho mọi người chung quanh, cho dù hắn biết thì cũng không thèm để ý. Thực lực đạt tới cấp bậc chúa tể, tầng thứ sinh mạng đã xảy ra lột xác, suy nghĩ của những người này đã không còn quan trọng. Khẽ cười một tiếng, hắn nhìn về phía tiêu diêu tiên cách đó không xa, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu như không phải có đối phương xuất hiện, nhất định hắn sẽ phải bại lộ tuyệt chiêu nhất khi hóa tam thanh ta tạ tiền bối xuất thủ Như vân không người nói ra lời cảm kích phát ra từ tận đáy lòng không cần khách khí bây giờ chúng ta là cường giả đồng cấp không cần gọi là tiền bối gọi ta là tiêu diêu tiên hoặc là lý tiêu giao là được tiêu diêu tiên cười nói vậy thì gọi là tiêu diêu tiên đi nhiễp vân gật đầu nói ha ha thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp đã có được thực lực như vậy xem ra sau này cũng không cần ta bảo vệ nữa trong mắt tiêu diêu tiên tràn ngập vẻ tán dương lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy vị thiếu niên này cũng chỉ là bán bộ chúa tể tiểu tam trọng thông thường mà thôi trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng lại đạt tới thực lực như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng nổi không cần bảo vệ thế nhưng cần có người phụ mồi uống rượu à không biết tiền bối có hứng thú hay không nhiếp vân cười ha hả một tiếng nếu như có loại hầu tâm từ lần trước thì cầu còn không được a à. nghe nói tới uống rượu hai mắt tiêu diêu tiên sáng ngời chỉ thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng, đâu còn có nửa điểm bộ dáng, khí độ của chúa tể nữa chứ. Cô ung tông chủ, ta muốn cùng đi uống rượu với tiêu siêu tiên, nếu như các người muốn tiếp tục ở lại chiến trường tam giới. Ở đây có ba tấm phủ lục, là thứ ta vừa mới luyện chế, mang theo một kích toàn lực của ta. Một khi gặp phải nguy hiểm thì có thể trực tiếp sử dụng. Đào Huân, ngươi đi cùng đám người cổ ung tông chủ đi, ta cũng không tiện đi với ngươi nữa. Nhất Vân quay đầu phân phó một tiếng, bàn tay khẽ lật một cái, trong lòng bàn tay đã có mấy khỏa phù lục bắn về phía đám người cổ ung. Thực lực đã bại lộ, đi tới chỗ nào nhất định cũng sẽ dẫn tới vô số người chú ý. Nếu như muốn đi tìm tam giới chi tâm thì cũng chỉ có thể lặng lẽ mà làm, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời đi mà thôi. Vâng. Thấy Nhất Vân trở thành chúa tể, hơn nữa còn bắt đi một vị chúa tể, hù dọa hai vị. Tới lúc này cổ ung vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ. Quy khư hải luôn luôn suy yếu lâu ngày cũng là bởi vì không có chỗ dựa đột nhiên xuất hiện một vị chúa tể, có thể đoán được, sau này địa vị của quy khư hải nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, những tông môn khác sẽ không dám nói nhiều. Hơn nữa, chấn tông chi bảo của ba đại tông môn bị nhiếp vân lấy đi, tông chủ, vô thượng trưởng lão bị giết, không cần suy nghĩ, không cần thời gian bao lâu, ba tông này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, không thể theo kịp bước chân của quy khư hải nữa. Vẫn là cửu tiên trưởng lão có ánh mắt tốt. Nhớ tới nhiếp vân này là do cửu tiên trưởng lão hết sức đề cử mang tới, cổ ung không khỏi cảm khái một câu nếu như không phải có cửu tiên trưởng lão ánh mắt tốt mang hắn đến sợ rằng quy khư hải sẽ mất đi một lần cơ hội xoay người hoàn toàn bị diệt chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ thấy nhiếp vân muốn rời khỏi đám người phù ám chiều vội vàng truyền âm các người tiếp tục đợi ở tam giới ma bàn một khi có tin tức tam giới chi tâm lập tức đưa tin cho ta nhiếp vân nói một câu vâng phù ám chiều lập tức vội vàng gật đầu Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại muốn tìm tam giới chi tâm, thế, nhưng nếu chủ nhân đã ra lệnh cho hắn, như vậy hắn cũng sẽ kiên quyết tuân thủ. Đi thôi! Sau khi sắp xếp xong tất cả, thân thể nhiếp vân thoáng một cái đã cùng với tiêu diêu tiên biến mất trước mặt mọi người, giống như chưa từng tồn tại vậy, cho dù là người thực lực mạnh nhất trong đám người là đám người vĩnh dạ hoàng đế cũng không thể phát hiện ra chút dấu vết nào. Đây mới là thực lực của cường giả chúa tể. Cảm thán một tiếng, đám người vĩnh dạ hoàng đế tiếp tục bay đi vào chỗ sâu trong tam giới ma bàn nguy hiểm thật trong hỗn độn thế giới yên tĩnh một chiếc cổ thuyền hoảng hốt bay đi lúc này cổ thuyền ngừng lại sắc mặt kiền huyết hoàng đế trên trên bong tàu tái xanh đến bây giờ sắc mặt hắn vẫn trắng bệch có chút hoảng loạn bệ hạ vì sao chúng ta lại phải chạy trốn một đại thần từ trong khoang thuyền đi ra thấy hoàng đế của đế quốc biến thành bộ dáng như vậy hắn cảm thấy khó hiểu không thôi chẳng qua lão tổ chỉ bị bắt mà thôi có lẽ không được bao lâu là có thể thoát khốn vì sao hoàng đế lại xoay người bỏ chạy một khi lão tổ đi ra biết hắn chạy trốn như vậy nhất định sẽ tức giận không thôi ngươi xem cái này mà xem dường như kiền huyết hoàng đế đã biết đối phương có nghi vấn này cổ tay hắn khẽ lật một cái một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay bên trong ngọc bài này vốn ẩn chứa lực lượng vô cùng thế nhưng bây giờ đã xuất hiện vết rách nếu như không phải có tiên lực duy trì sợ rằng đã tan thành bụi phấn đây là cái gì Vị này đại thần kỳ quái hỏi. Đây là ngọc bài bảo toàn tính mạng mà lão tổ cho ta, phía trên ẩn chứa dấu vết linh hồn và lực lượng của người. Kiền huyết hoàng đế nói. Bên trong ẩn chứa dấu vết linh hồn và cùng lực lượng của lão tổ. Sao lại, sao lại vỡ vụ được chứ? Đại thần này sợ hãi khôn thôi, lúc này hắn mới nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng. Không sai, nhất định lão tổ đã chết, đã bị nhiếp phân này giết chết, nếu như không chết, như vậy ngọc phù ẩn chứa dấu vết linh của người cũng sẽ không vỡ vụn a à. trong mắt kiền huyết hoàng đế lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm hắn luôn tin tưởng vào lão tổ thế nhưng vị lão tổ này lại bị đối phương đánh chết đổi lại là trước kia đây tuyệt đối là chuyện hắn không dám tưởng tượng ra nhưng mà sự thật chính là như vậy a à. ban đầu ngọc phù vừa vỡ hắn đã lập tức biết được nếu như không trốn đi như vậy sau đó sẽ không có cơ hội nữa vì vậy hắn mới mặc kệ những người khác mà xoay người bỏ chạy mà lúc này nhất vân đang đem ngụy bản nguyên đại đạo giao cho thiên tâm đằng luyện hóa lực chú ý không đặt ở bên ngoài cũng không biết hắn đã rời đi chính bởi vì có khoảng khoảng thời gian này cho nên hắn mới trốn ra khỏi tam giới ma bàn chiến trường tam giới lại xông vào hỗn độn hải dương lão tổ đã chết bệ hạ chúng ta nên làm sao bây giờ thấy hắn xác nhận đại thần này cũng run rẩy toàn thân rốt cuộc đã cảm thấy sợ hãi lão tổ cấp bậc chúa tể cũng đã bị giết bọn họ nên làm cái gì bây giờ chứ dựa theo tính cách của nhất vân này nhất định sẽ vỏ tới kiền huyết hoàng triều tìm chúng ta gây phiền toái thậm chí còn có thể tiêu diệt toàn bộ hoàng triều chúng ta bây giờ nếu như đi về một khi bị bắt lại nhất định sẽ trốn không thoát được kiền huyết hoàng đế lắc đầu một cái trong mắt cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng lão tổ tử vong bọn họ đã không còn núi lớn dựa vào hoàng triều bị tiêu diệt đã là chuyện ván đã đóng thuyền trừ phi có biện pháp giết chết nhiếp vân này nếu không quả thật không biết làm sao bây giờ vẻ mặt đại thần vô cùng khó coi đánh chết nhiếp vân tuyệt đối là phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất nhưng mà có thể đánh chết đối phương sao ngay cả lão tổ cũng bị giết chết muốn giết đối phương nhất định phải có vài vị chúa tể đồng thời động thủ nhưng mà lão tổ vừa chết còn ai còn có thể tìm tới được nhiều chúa tể như vậy chứ không sai đánh chết nhiếp vân là nguy cơ của chúng ta sẽ được giải trừ chẳng qua tên đại thần này chỉ là thuận miệng nói một câu đột nhiên hắn thấy trong mắt kiền huyết hoàng đế lóe lên quang mang âm lãnh thậm chí còn là hưng phấn nhưng mà chúng ta giết đối phương thế nào chứ thấy bộ dáng này của hoàng đế đại thần này có chút nghi hoặc hỏi ta có biện pháp bây giờ ta sắp xếp ngươi đi làm một chuyện lập tức đi làm chỉ có thể thành công không cho phép thất bại một khi thành công như phần hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ nếu như thất bại ngươi cũng không cần trở về gặp ta làm gì kiền huyết hoàng đế hử lạnh nói vâng thấy hắn nói ngưng trọng như vậy tên đại thần này lập tức vội vàng gật đầu bây giờ ngươi lập tức phái đi một ít nhân thủ đi chiến trường tam giới đi tam giới thành phát ra tin tức kiền huyết lão tổ bị nhiếp vân đánh chết nói lão tổ đã chết nhiếp vân đã có thực lực chém giết chúa tể kiền huyết hoàng đế nói tuyên dương chuyện này làm gì như vậy không phải là đề cao uy vọng của nhiếp vân hay sao đại thần này có chút kỳ quái hỏi đề cao danh tiếng giúp đối thủ làm gì hơn nữa một khi tuyên truyền việc lão tổ tử vong tất cả mọi người đều biết kiền huyết hoàng triều mất đi chỗ dựa lớn đối thủ trước kia nhất định sẽ động thủ hoàng triều sẽ gặp nguy cơ lớn hơn trước đó tuyên bố với bên ngoài lão tổ tử vong mặc dù sẽ mang đến nguy cơ cho hoàng triều của chúng ta thế nhưng cũng sẽ mang tới cho những chúa tể khác cảm giác nguy cơ như vậy rất có thể những chúa tể khác sẽ liên hợp lại một chỗ đuổi giết nhiếp vân kiền huyết hoàng đế giải thích một câu cái này quả nhiên là ý kiến hay đại thần đầu tiên sửng sốt một chút ngay sau đó là hai mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Đúng vậy, kiến huyết hoàng triều bọn họ gặp nguy cơ chẳng qua là chuyện nhỏ, cho những chúa tể khác biết nhiếp vân có thể đánh chết chúa tể, nhất định những người này sẽ cảm thấy khủng hoảng, rất có khả năng liên thủ lại tiễu trừ đối phương. Cán cân thăng bằng giữa các chúa tể cao cao tại thượng bị phá vỡ, không phải là chuyện mà một ít chúa tể muốn thấy. Đi đi, lập tức đi làm, ta còn có thủ đoạn thứ hai, hai thủ đoạn này đồng thời thi triển ra, có thể bảo đảm nhiếp vân kia tử nạn mười phần. Hai mắt Kiền Huyết Hoàng đế âm lãnh. "Được, ta sẽ đi ngay bây giờ." Thấy hoàng đế tự tin như vậy, đại thần cũng bị nhiễm lây, hắn vội vàng gật đầu, thân thể nhoáng một cái đã từ trong khoang thuyền bay ra ngoài, bắn thẳng về phía Hỗn Độn Hải Dương, rồi tức thì biến mất. Sau khi đại thần rời đi, lúc này Kiền Huyết Hoàng đế mới hít sâu một hơi, sắc mặt nhăn nhó, dường như đang làm ra quyết định gì đó. Một lát sau, hắn lại cắn răng một cái, nói: "Nhất Vân, đây là ngươi tự mình tìm chết." cũng đừng trách ta nói xong bàn tay khẽ lật một cái một cái bảng màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn hỗn độn vương phủ lệnh trước khi có cường giả chạy đến chiến trường tam giới tìm hỗn độn vương phủ lệnh hắn đã được a dục vương ban bố mệnh lệnh cho dù không biết mệnh lệnh này có gì khác nhau với hỗn độn vương phủ lệnh trong chiến trường tam giới thế nhưng hắn cũng biết một khi dùng bảo vật này nhất vân kia nhất định sẽ phải chết mở bảng vàng ra ngay sau đó có từng cổ hỗn vân tự lập loài bay ra mỗi mỏ văn tự đều lớn như ngọn đèn vừa mới xuất hiện đã tản mát ra uy thế phong ấn thiên địa ngay cả hỗn độn hải dương cũng phải rung động tìm một người như vậy bên trong khí tức linh hồn mang theo mùi sát lục am hiểu dùng kiếm tiến bộ rất nhanh số mạng không cách nào phỏng đoán mặc dù đến bây giờ còn chưa tìm được người này nhưng mà hoàn toàn có thể nói chính là nhất vân này ánh mắt nhìn vào trên bảng cáo thị vẻ mặt kiền huyết hoàng đế dữ tợn vô cùng trên bảng cáo thị có nói hắn đi tìm một người Phù hợp với ba điều kiện, vốn sau khi phục giang vương tử bị bắt, hắn vẫn cho rằng là nhiếp vân, thế nhưng sau đó lại phát hiện ra khí tức linh hồn của đối phương không có si tức giết chóc, cho nên đã loại bỏ nghi vấn này. Bây giờ quả thực nhiếp vân mang tới cho hắn áp lực quá lớn, cho dù hắn biết rõ người ma dục vương muốn tìm có thể không phải là nhiếp vân, nhưng mà hắn cũng phải thử một chút. Dù sao, nhiếp vân này cũng am hiểu dùng kiếm, tiến bộ rất nhanh, số mạng không cách nào phán đoán cho dù khí tức linh hồn của đối phương không mang theo khí tức sát lục, thế nhưng hai cái sau lại phù hợp. vạn nhất a dục vương tin lời của hắn, nhận định nhất vân này chính là người hắn muốn tìm. cường giả phong vương xuất thủ, nhất vân này có mạnh hơn nữa, thì nhất định cũng có thể bị đánh chết. đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của kiền huyết hoàng đế. nếu như a dục vương phát hiện ra nhất vân này không phải người hắn muốn tìm, nhất định sẽ nói ta lừa gạt hắn. đến lúc đó ta cũng sẽ chết rất thảm. bất quá bây giờ đã không có đường lui kiến huyết hoàng triều bị tiêu diệt hoặc giả đại thần kia cũng có thể bỏ chạy trốn đầu hàng như vậy ta cũng chỉ có một con đường chết cho nên nhiếp vân đây là người ép ta sắc mặt dữ tợn không thôi kiền huyết hoàng đế hử lạnh một tiếng bởi vì điều kiện thứ nhất không phù hợp cho nên kiền huyết hoàng triều một mực không dám xác định nhiếp vân chính là người mà a dục vương muốn tìm hắn một mực không dám báo lên chính là vì lo lắng bị a dục vương cho rằng mình muốn lừa gạt nếu như vậy hắn sẽ chết rất thảm bất quá bây giờ không có biện pháp nào khác nhất vân không chết nhất định hắn sẽ phải chết mà muốn cử địch tử vong như vậy đây cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại hít sâu một hơi đứng ở trên bong cổ thuyền chợt ném bảng cáo thị lên trên không trung ông một tiếng nổ ầm ầm vang vọng bảng cáo thị phát ra thanh âm to lớn quang mang bắn ra bốn phía chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải dương cùng ùng! một lát sau hỗn độn hải dương sôi trào một cái hắc động rất lớn chậm rãi xuất hiện ở phía trên kiền huyết hoàng đế hắc động này lớn vô cùng kiền huyết hoàng đế và cổ thuyền hắn ngồi ở phía dưới vòng xoáy lại giống như một con kiến hôi vậy lạch cạch dưới áp lực cường đại kiền huyết hoàng đế không tự chủ được mà quỳ xuống hắc động trước mắt tựa như đại biểu cho ý thức của hỗn độn hải dương cho dù hắn là cường giả 2999 đầu đại đạo hơn nữa lại có thần binh chúa tể hộ thể thì vẫn cảm thấy áp lực đồng đậm Loại áp lực này đến từ chỗ sâu trong linh hồn, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Theo lý thuyết hắn là một hoàng đế đế quốc, tài cầm hoàng quyền, uy thế vô biên, thế nhưng ở trước mặt cỗ khí tức này, cái gì cũng không phải, giống như một dân chúng bình dân bình thường vậy, không có chút khác biệt nào. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, đã đáng sợ tới mức khiến cho hỗn độn hải dương cũng phải dao động theo. Lực lượng của cường giả phong vương. ùng ùng Kiên huyết hoàng đế vừa mới quỳ xuống, thì đã có một cái đầu người to lớn từ bên trong hoác động chậm rãi hiện lên ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy tựa như một cái vũ trụ xoay tròn vậy người ta muốn tìm ở đâu thanh âm của đầu người kia chậm rãi thế nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự a à, dục vương xuất hiện thấy bóng người này toàn thân kiền huyết hoàng đế không tự chủ được run rẩy sinh ra cảm giác khủng hoảng vô cùng cho dù đối phương không có thi triển áp lực thế nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy trong lòng rung động sợ hãi trong lòng không dám có chút phản kháng nào. Hồi bẩm A Dục Vương vĩ đại, người người muốn tìm gọi là Nhiếp Vân, lúc này hắn đang ở trong chiến trường tam giới. Nhớ tới hận ý trong lòng, kiên huyết hoàng đế cắn chặt răng, vội vàng nói: "Nhiếp Vân." Cái đầu trên không có chút biểu tình nào, vẻ mặt bình thản không gợn sóng, trong ánh mắt lại hiện lên uy hiếp, có thể nhìn thấu lòng người, dường như có thể nhìn thấu chư thiên vận chuyển, nhìn thấy tất cả. Thật là to gan. Một lát sau, cái mặt người to lớn hừ lạnh một tiếng áp lực cuồng bạo nhộn nhạo khắp nơi làm cho cả hỗn độn hải xương kích động một cỗ áp lực khổng lồ giống như cửu thiên rơi xuống khiến cho toàn thân kiển huyết hoàng đế run rẩy ngã quỵ xuống dưới mặt đất giống như con cóc bị đè bẹp a à, gân xanh trên đầu hiện lên sắc mặt kiển huyết hoàng đế khó coi vô cùng dù thế nào hắn cũng không biết vì sao a dục vương lại đột nhiên thể hiện uy áp như vậy Như phần đoạt đi kiền huyết long ấn chém giết kiền huyết lão tổ người cảm thấy báo thủ vô vọng cho nên muốn mượn tay của ta đánh chết hắn hừ tính toán rất khá a lông mày chậm rãi nhứng lên thanh âm của a dục vương dần dần trở lên lạnh lẽo như băng mới vừa rồi dường như mặt người to lớn trên không trung đã quan sát toàn bộ hỗn độn hải dương biết rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra cái này mồ hôi lạnh của kiền huyết hoàng đế chảy ra ướt đẫm sống lưng cả người không ngừng run là sinh mạng sinh trưởng ở trong tàng nguyệt trí tôn vực hắn biết rõ hậu quả khi lừa một cường giả phong vương một khi bị đối phương nhận định lừa gạt dùng việc công để báo thù riêng nhất định sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt ai cũng không cứu được hắn nếu như trực tiếp bị giết chết thì còn có thể coi là giải thoát thậm chí rất có thể bị giam cầm tu vi ném tới đầu đường phồn hoa mặc cho người ta bắt nạt khi nhục nếu như quả thật làm như vậy hắn đường đường là kiến huyết hoàng đế tuyệt đối sẽ sống không bằng chết hai tay siết chặt kiến huyết hoàng đế biết chỉ cần bị đối phương nhận định mình lừa gạt đối phương khi đó tuyệt đối sẽ trở nên rất thảm hắn cắn răng một cái rồi nói hồi bẩm đại vương vĩ đại ta tuyệt đối không có lừa gạt người cũng không có ý để cho ngươi báo thủ thay như phần này có thể giấu khí tức sát lục rất kỹ ta không phát hiện ra được thế nhưng hai điều kiện còn lại đều phù hợp với người mà đại vương cần tìm tốc độ tu luyện cực nhanh am hiểu dùng kiếm không tin bệ hạ có thể tự mình đi gặp hắn đổi lại là lúc bình thường Tuyệt đối kiện huyết hoàng đế không dám nói chuyện như vậy Với A Dục Vương Bây giờ hắn bị ép vào tuyệt cảnh Cũng không quản được nhiều như vậy cho nên mới lớn tiếng hét Ồ oh. Sắc mặt A Dục Vương trầm xuống Lặng lặng đứng bất động tại chỗ Trong con mắt đèn nhánh tựa Như toàn bộ vũ trụ đang xoay tròn Một lúc sau hắn mới nói một câu sau Nếu như ngươi gạt ta Ta sẽ khiến cho ngươi chết rất thảm ầm um. Đột nhiên áp lực cường đại giống như thủy triều biến mất Mặt người to lớn kia trong nháy mắt biến mất trong hắc động. Phịch. Kiền huyết hoàng đế cảm thấy áp lực toàn thân thoáng cái biến mất, cả người không khỏi thở hổn hển, toàn thân rã rời. Chỉ nói mấy câu với A Dục Vương thế nhưng hắn đã cảm thấy lực lượng toàn thân tiêu hao hết, tùy thời có thể tử vong. Cường giả Phong Vương quả thực quá đáng sợ. Đối phương hoàn toàn có thể dùng một ý niệm khiến cho hắn chết, không cần phí một phen tay chân. Lừa A Dục Vương, không phải là chuyện tốt lành gì, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển nào thậm chí là xó xỉnh hỗn độn chỉ cần một cái ý niệm của đối phương cũng có thể khiến cho hắn trực tiếp tử vong bất kỳ người nào cũng không cứu được cho dù mạo hiểm thế nhưng vẫn thành công a à. tuy rằng ngoài miệng a dục vương chưa nói thế nhưng nhất định trong lòng cũng đã sinh ra hoài nghi với nhiếp vân này hắc hắc nhiếp vân lần này để ta xem ngươi còn không chết hay không trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn trong mắt kiển huyết hoàng đế hiện lên vẻ tàn nhẫn trước đó hắn không xác định được nói những chu này với a dục vương quả thực có chút mạo hiểm thế nhưng chỉ cần có thể đánh chết nhiếp vân vô luận nguy hiểm tới đâu cũng đáng bởi vì hắn đã không còn đường lui bất quá thế nhưng cho dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này trời xuôi đất khiến thế nào lại coi như đã tìm đúng người người a dục vương muốn tìm là nhiếp đồng thế nhưng đi tìm nhiếp vân thì cũng không kém bao nhiêu ha ha rượu ngon rượu ngon à rượu ngon bực này vừa nghĩ tới sau này sẽ không được uống nữa là ta lập tức cảm thấy khổ sở. Ngươi cũng không cần như vậy, cứu ngươi trên thực tế là vì rượu ngon mà thôi. Trên một ngọn núi cao vút ở trong chiến trường tam giới, tiêu diêu tiên vừa uống rượu vừa khoát tay, đối với việc cảm kích của Nhất Vân không quan tâm cho lắm. Ha ha, nếu như tiêu gia huynh đã nói như vậy, ta cũng không làm kiêu nữa. Sau này phàm là tiêu gia huynh có chuyện gì cứ nói cho ta biết một câu, nếu như có thể hoàn thành, ta quyết không từ chối. Nhất Vân nói, trước khi hắn chưa thành chúa tể thì tiêu diêu tiên đã nhiều lần ra tay trợ giúp phần ân tình này không nhỏ đối phương nói là vì rượu ngon rất hiển nhiên là vì hóa giải lúng túng cho song phương nếu đối phương đã không muốn nói như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa nếu như ngươi cảm thấy anh náy như vậy đưa cho ta thêm mấy hồ lô rượu là được tiêu diêu tiên cười hắc hắc yên tâm đi loại rượu ngon này muốn bao nhiêu thì cho ngươi bao nhiêu chỉ sợ ngươi uống nhiều rồi sẽ chán na à? bàn tay của nhiếp vân chộp một chảo trên bầu trời lập tức có vô số hồ lô rượu bay ra, có hơn mấy ngàn rơi xuống trước mặt Tiêu Diêu Tiên. Nạp vật thế giới tấn cấp cấp bậc chí tôn vực, chỉ cần hoàn toàn vững chắc, thần binh chúa tể cũng có thể sao chép được chứ đừng nói là những rượu ngon này, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn bao nhiêu là có thể có bấy nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ phí chút lực lượng mà thôi. Như vậy ta sẽ không khách khí nữa. Tiêu Diêu Tiên nhìn hồ lô rượu ngập trời trước mắt, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đây mới thật là bộ dáng của tử quỷ gặp phải rượu ngon một khi gặp phải lập tức mất đi sức chống cự. Đem đi đi, sau này muốn uống rượu thì tới tìm ta, rượu ngon ta có rất nhiều à. Thấy bộ dáng của hắn, nhiếp vân thầm hô một tiếng lão tử quỷ, lại cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người, người này cũng yêu rượu như mạng, nếu như các người quen nhau, nhất định sẽ có không ít đề tài nói chuyện à. Lão tử quỷ, bởi vì thực lực không có đạt tới đủ cấp bậc cho nên cũng không cùng đám người lạc khuynh thành đi quy khư hải, mà một mực ở trong thiên địa lục đạo. Lúc này thiên địa lục đạo đang ở trong nạp vật thế giới, tùy thời có thể gọi ra được. "Ồ, hắn ở đâu?" Nghe được cũng có người yêu thích rượu ngon như mình, Tư Diêu Tiên hỏi, hắn vừa nói chuyện thì đã vừa lấy đi rượu ngon ngập trời, dường như sợ nhất Vân đổi ý vậy. "Không ra nơi này áp lực quá lớn, thực lực của hắn còn có chút yếu, cho nên không thể đi ra, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi vào và trong tiểu thế giới của ta." Nhất Vân nói thực lực của lão tử quỷ ngay cả tiên quân cũng không phải loại địa phương giống như chiến trường tam giới này đồng giáp tướng kim giáp tướng đi vào cũng khó có thể chịu đựng chớ đừng nói chỉ là hắn đi tiểu thế giới của người mang ta đi nhìn một chút tiêu diêu tiên nói ánh mắt trong suốt lạnh nhạt vô cùng tiến vào tiểu thế giới của người khác trên thực tế vô cùng nguy hiểm một khi đối phương muốn lưu lại hắn tuyệt đối rất đơn giản chính vì vậy nghe tới tiểu thế giới rất nhiều đối thủ đẳng cấp tương đương cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ thế nhưng tiêu diêu tiên lại thuận miệng nói vậy không có chút khó chịu nào đủ để thấy được đối phương tín nhiệm nhất vân ra sao được rồi đừng phản kháng đi thấy tiêu diêu tiên tín nhiệm mình giống lần trước mình tín nhiệm hắn vậy khác với lần trước tiến vào tiểu thế giới của hắn bởi vì lần trước thực lực tiêu diêu tiên hơn xa hắn cho nên nếu như thật sự động thủ cho dù không sử dụng tiểu thế giới thì hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ cho nên khi đó không có quá lớn quan hệ với tín nhiệm mà bây giờ hai người đều là chúa tể một khi tiến vào tiểu thế giới của nhất vân muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay đi vào như vậy lại không phản kháng đủ để thấy được tâm cảnh của tiêu diêu tiên ra sao được tiêu diêu tiên gật đầu một cái thân thể thoáng một cái đã lập tức tiến vào nạp Phật thế giới đây là trí tôn vực vừa tiến vào tiêu diêu tiên lập tức kinh ngạc giống như kiền huyết lão tổ vậy hai mắt như muốn rớt xuống mặt đất tiểu thế giới của hắn là trí tôn vực chẳng lẽ hắn là cường giả phong vương chẳng qua là tiểu thế giới tương đối cường đại mà thôi nào phải là trí tôn vực gì đó chứ nhất vân không tiện giải thích cho nên chỉ thuận miệng nói tinh thần khẽ động một cái lão tử quỷ đã đi tới bên cạnh hắn hạ hành tiền bối vì tiêu diêu tiên tiền bối này là người yêu diệu nếu như người có thể bái tiền bối làm sư phụ sau này tuyệt đối tiền đồ vô lượng bái người này làm sa phụ lão tử quỷ sửng sốt một chút ngay sau đó đã hiểu ra ý tứ của nhiếp vân hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất nói sư phụ ở trên cao xin nhận của đồ nhi một lai. Like. ách tiêu diêu tiên không nghĩ tới nhiếp vân lại làm như vậy vừa đến lại để cho người ta bái hắn làm sư hắn có chút dở khóc dở cười bất quá hắn có danh tiếng tiêu Sao, cũng không có đệ tử có thể thu được một đệ tử tính tình giống hắn thừa kế y bát cũng vẫn có thể coi như là một duyên phận tốt đẹp ta tưởng ngươi có hảo tâm gì hóa ra lại có chủ ý này được rồi, tên đệ tử này ta nhận. Bất quá, tu vi cũng quá thấp à. Tới đây, sư phụ có một thứ này, nếu như ngươi ăn vào, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Trong lúc sừng sốt, tiêu diêu tiên cười khổ, rồi lắc đầu một cái, cũng không tiện cự tuyệt mà cổ tay khẽ một cái, lại lấy ra một khỏa đan dược rồi đưa tới. Đa tạ sư phụ. Lão tử quỷ biết khỏa đan dược này tất nhiên là đồ cực kỳ chân quý cho nên vội vàng nhận lấy, hưng phấn gật đầu liên tục. Ở nạp vật thế giới, cho dù nhiếp vân không cần dùng tinh thần quét qua cũng lập tức nhận thấy bản chất của khỏa đan dược này lúc này hắn khẽ mỉm cười nói khỏa khai thiên tạo hóa đan này cho dù là ở hỗn độn hải dương cũng coi như là đan dược trí cao bây giờ ngươi dùng có thể thuận lợi đột phá tiên quân xích thiên kính thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn loại bảo vật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu tiêu gia huynh quả thực rộng rãi à khỏa khai thiên tạo hóa đan này so với hỗn độn kim lệnh lúc trước còn còn đáng sợ hơn cho dù đối với cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong cũng có cực lớn tác dụng cho lão tử quỷ dùng nếu không cẩn thận cũng còn có chút lãng phí à tạ ơn sư phụ thấy quả đan dược này chân quý như vậy sắc mặt lão tử quỷ đỏ lên vội vàng bái tạ không cần làm vậy những thứ này đều là vật ngoại thân trước đó ngươi đã cho ta nhiều rượu ngon như vậy nếu như ta ngay cả một đồ vật như vậy cũng không bỏ được cho như vậy cũng quá mất mặt tiêu diêu tiên tùy ý khoát khoát tay bàn tay khẽ lật một bộ y phụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn kiện chúa tể pháp y này cũng đưa cho ngươi có thể giúp người chống cự áp lực của chiến trường tam giới như vậy coi như tu vi không tốt thì cũng có thể theo sau tiến vào hỗn độn hải dương chúa tể pháp y là phòng ngự thủ đoạn mà cấp bậc chúa tể lưu lại lợi dụng dung hợp 3.000 đại đạo hình thành y phục bộ y phục này mặc dù chỉ là hư ảo cũng không phải là hỗn độn thần binh thế nhưng lại dung hợp lực lượng của cường giả cấp bậc chúa tể chỉ cần không có đạt tới cấp bậc chúa tể muốn phá vỡ bộ pháp y này quả thực không có khả năng vật này luyện chế cực kỳ không dễ vừa thấy mặt đã đưa ra hai kiện bảo vật lợi hại như vậy quả thực tiêu diêu tiên đã ra tay rất rộng rãi nhận được đệ tử tiêu diêu tiên và hạ hành cũng đều vui mừng ba người lại uống một hồi tiêu diêu tiên chắp tay từ biệt với nhiếp vân thực lực của nuôi gói bây giờ cường đại như vậy ta cũng không cần thiết phải đi theo vì vậy tắc in cáo từ nói xong hắn mang theo hạ hành phiêu nhiên rời đi tiêu diêu tiên luôn luôn tiêu dao tự tại không thích bị ràng buộc đối với hắn nhiếp vân có tâm báo ân chính chuyện này làm cho hắn có chút không chịu nổi dù sao hắn tới chiến trường tam giới cũng không phải là vì hỗn độn vương phủ lệnh lấy được hay không cũng không có vấn đề quá lớn sau khi rời đi khỏi đạp phật thế giới hắn bay vút về phía bên ngoài chiến trường tam giới giữ lại mấy lần thấy đối phương đã quyết ý nhiếp vân cũng sẽ không nói thêm gì nữa hạ hành chính là ân nhân của hắn khi còn ở phủ thiên đại lục lúc này có thể giúp hắn tìm được sư phụ như tiêu diêu tiên tuyệt đối là cơ duyên lớn chỉ có lợi chứ không có hại thấy hắn theo đối phương rời đi nhất vân cũng không có ngăn cản hắn đã đi ta cũng nên đi tìm tam giới tri tâm thấy tiêu diêu tiên rời đi nhất vân ở lại tại chỗ cũng không có ý nghĩa gì hắn đang muốn đi tìm tam giới tri tâm thì đột nhiên trong lòng khẽ động một cái cổ tay khẽ lật một khoa ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay là tin tức mà phù ám chưa gửi tới nhìn xong tin tức ánh mắt nhiếp vân sáng lên. Mặc dù cũng không phải là tin tức về tam giới chi tâm, thế nhưng cũng là tin tức về hỗn độn vương phủ lệnh. Mọi người xông vào tam giới ma bản cuối cùng đã tới chỗ trung tâm nhất, đã phát hiện ra vương phủ lệnh, căn cứ vào tin tức mà phù ám triều gửi, tam giới chi tâm đang ở phụ cận hỗn độn vương phủ lệnh. Người này nhất định muốn bảo ta đem tầm lệnh phù dẫn đi. Mặc dù phù ám triều không nói rõ ý tứ của mình, thế nhưng sao nhất vân lại không biết biết hắn đang nghĩ cái gì chứ? Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, trước đó tách ra với đối phương cũng không đem tầm lệnh phủ đưa cho đối phương cho nên cho dù bọn họ đến bên cạnh vương phủ lệnh không có vật này thì cũng không có khả năng có được lệnh phủ dù sao cũng không có chuyện gì để làm nhiếp vân cũng không ngừng lại mà thân thể thoáng một cái đã bay thẳng về phía thẳng tắp tam giới ma bàn vốn hắn cũng không có rời đi xa cho nên không tốn bao lâu đã lại lần nữa tiến vào trong đó bảo vật bên trong này cũng không có gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn cho nên hắn tăng thêm tốc độ đi về bên trong lối đi của tam giới ma bàn cũng không phải là thẳng đứng xuống dưới mà là hình xoắn ốc tương tự như cối say vậy bên trong lối đi rộng rãi có nằm vô số thi thể những người này khi còn sống ở trong tam giới đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy bởi vì tranh đoạt bảo vật cho nên bị vây công hoặc là bị người ta đánh chết toàn bộ đều hồn phi phách tán cái gì cũng không lưu lại người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong đây là đạo lý mãi mãi không phá nhiếp vân lắc đầu nói những đại nhân vật này nếu như không tới nơi này không có, có mưu đồ như vậy ở trong thế lực của mình tất sẽ có thể sống rất là tiêu dao thế nhưng lúc này lại chết ở chỗ này đủ để thấy được chỗ đáng sợ của một chữ tham bất quá nếu như sống ước vạn năm không cách nào đột phá thân nhân đều chết hết nhất định ta sẽ xông lên một lần mặc dù cảm khái thế nhưng suy nghĩ lại một chút cũng không thể chỉ nói những người này tham lam dù sao sống ước vạn năm toàn bộ thân nhân chết sạch dù khi không còn bất kỳ ràng buộc nào nếu như biết được tiến vào nơi này là có cơ hội thay đổi số mạng tăng lên thực lực như vậy coi như là hắn cũng nhất định không có cách nào cự tuyệt được loại cám dỗ này à cho dù nhiếp vân cộng thêm thời gian kiếp trước sống cũng tương đối ngắn lại có chuyện trong lòng hơn nữa tu vi lại không có đạt tới được cực hạn chính vì vậy hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này cũng không có cách nào hiểu được sợ rằng cho dù những người này chết đi cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng có cảm giác như là giải thoát sống quá lâu có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Dọc theo ma bàn càng đi xuống phía dưới, người chết cũng càng ngày càng nhiều, nhìn dáng vẻ thi thể là có thể đoán ra được lúc còn sống cũng rất cường đại, thế nhưng tới nơi này, đã xuất hiện rất nhiều thi thể cường giả trong bách cường bằng. Chiến trường tam giới, hỗn độn vương phủ lệnh, cường giả phong vương cố ý làm ra cái này, là không phải là muốn để cho vô số cao thủ chiến đấu, tự giết lẫn nhau đó chứ. Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong lòng hắn. Theo lý thuyết mà nói, cường giả phong vương thủ đoạn vô số chỉ cần một ý niệm là có thể bao trùm toàn bộ trí tôn vực loại cường giả này muốn làm gì chuyện cũng vô cùng đơn giản cần gì phải để cho một ít cường giả chu thiên cảnh làm cơ chứ dù sao nếu như quả thật khó khăn đến mức mà bọn họ cũng không làm được đừng nói là chu thiên cảnh đỉnh phong cho dù là chúa tể cũng nhất định không hoàn thành được chuyện này đã như vậy thì có thể nhìn ra được mờ ám ba đại cường giả phong vương cố ý làm ra chiến trường tam giới ban bố một cái vương phủ lệnh sẽ không phải là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đó chứ. Nếu như quả thật là như vậy, như vậy mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi, nhất vân lắc đầu một cái. Đáng thương cho người khi xương cốt đang trôi vô định, thì bản thân lại, vẫn đang nằm trong mộng. Những người này có lẽ thân nhân bằng hữu đang chờ bọn họ trở về, mà lúc này cả đám đã thành một cỗ thi thể, không có biện pháp đoàn tụ nữa. Trong lòng cảm khái, chân không ngừng bước đi, rất nhanh đã đi qua từng khúc ngoặt, một cái vòng tròn to lớn xuất hiện ở trước mặt nhất vân. lúc này vô số cường giả đang đứng ở trên bàn quay, mỗi một người đều khẩn trương nhìn vào chính giữa. nhất vân nhìn qua một cái, đám người phủ ám triều cũng đang ở trong đám người, đám người vĩnh dạ hoàng đế cũng đang ở cùng với bọn họ. lúc này mọi người cũng không có hành động gì, dường như đang đứng đợi, cũng giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó. nhất vân tung người bay ra, đáp xuống bên cạnh đám người phủ ám triều. chủ nhân. Lúc này đám người phu ám triều đã không còn kiêng kỵ nữa, tất cả đều chào đón hắn. Trước bọn họ cảm thấy nhận đối phương là chủ quả thực hết sức khuất nhục, thế nhưng khi thấy Nhiếp Vân trực tiếp đánh chết chúa tể cấp là Kiền Huyết khác lão tổ, loại quan điểm này lập tức thay đổi. Có thể khiến cho một đối thủ cạnh tranh đấu kỵ, trên cơ bản đều là thực lực song phương ngang hàng với nhau, thế nhưng thực lực của Nhiếp Vân cao hơn đối phương quá nhiều, ghen tị hâm mộ hay không cam lòng cũng đã trở thành nực cười. Chủ nhân Vĩnh dạ hoàng đế nghe được đám người phù ám chiều gọi như vậy, hắn không nhịn được sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười khổ một phen. Các người lừa gạt ta thật là khổ. Nếu mấy người này là người hầu của nhiếp vân, nhất định đã sớm biết tu vi của hắn, ban đầu khi tới chỗ ở bên ngoài tam giới ma bản bọn hắn lại không nhắc nhở lấy một câu, khiến cho hắn mất mặt lớn như vậy, có mắt như mù. Hoàng đế bệ hạng người cũng không thể trách tội chúng ta à, là chủ nhân không muốn bại lộ thực lực, chúng ta chỉ có thể tuân thủ mà thôi thấy bộ dáng của hắn phù ám chiều cười nói vĩnh dạ hoàng đế lắc đầu một cái lại đi mấy bước đi tới bên cạnh nhiếp vân rồi nói tại hạ hoàng đế vĩnh dạ vương triều ngụy vĩnh dạ tham kiến nhiếp vân chúa tể được rồi nhiếp vân gật đầu một cái từ chối cho ý kiến thực lực tương đương với địa vị thực lực không đủ người khác xem thường mình là chuyện rất bình thường đối với cách làm của vĩnh dạ hoàng đế hắn cũng không có tức giận cũng không có tán thành nhà ta lão tổ là vô nhật chúa tể Thấy Nhất Vân không để ý tới mình, Vĩnh Dạ hoàng đế vội vàng giới thiệu Lai Lịch của mình. "Vô Nhật chúa tể." Nhất Vân nhíu mày một cái, nhớ tới một cái tên trên bách cường bảng. Vô Nhật chúa tể cũng là chúa tể lão làng, sống không biết bao nhiêu vạn năm, là người đồng bối với đám người Tiêu Diêu Tiên, trong tam giới đồn đãi rằng, người này lãnh khốc tuyệt tình, không có hậu nhân, không nghĩ tới Vĩnh Dạ hoàng triều hoàng đế nhất mạch có thể so với kiển huyết hoàng triều lại chính là truyền thừa của hắn. Chuyện này quả thực là đại ẩn ở thành phố a. À? có chuyện gì xảy ra các ngươi không muốn đi tìm hỗn độn vương phủ lệnh hay sao sao lại đứng ở đây trong lòng cảm khái một tiếng nhiếp vân thấy mọi người không có động tĩnh gì mà mỗi người đều đứng đợi tại chỗ vẻ mặt có chút buồn bực cho nên hắn kỳ quái hỏi chúa tể mời xem thấy hắn nghi ngờ vĩnh giả hoàng đế chỉ về phía trước cái này nhiếp vân ngẩng đầu chỉ nhìn một cái thì hai hàng lông mày lập tức đã nhíu lại xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái quang mang to lớn phía trên có phủ văn lưu truyền tản mát ra khí tức cường đại không thể xâm phạm ở chính giữa là một thạch đài trôi lơ lửng một cái cáo thị màu vàng đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đó cáo thị này khép lại cho nên người ta không thấy được chữ viết phía trên thế nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được uy áp ở phía trên đây chính là hỗn độn vương phủ lệnh trong lòng nhấp vân chấn động chính là nó vĩnh dạ hoàng đế nhìn về phía trước trong ánh mắt không ngừng lóe lên vẻ hưng phấn vương phủ lệnh đang ở ngay đâu vì sao các ngươi không lấy mà lại chờ ở chỗ này nhất vân kỳ quái hỏi những người này cũng là vì vương phủ lệnh mà tới vì sao vừa tới gần đến vương phủ lệnh thì mỗi người lại bất động không có động tĩnh gì vậy chúa tể không biết sao thấy vẻ mặt của hắn như vậy sắc mặt vĩnh dạ hoàng đế có chút cổ quái nhất vân lắc đầu nói sao vậy chẳng lẽ ta phải biết sao cũng không phải ta có ý này chẳng qua chỉ là kỳ quái mà thôi Ính dạ hoàng đế vội vàng giải thích một câu, cổ tay khẽ lật một cái, một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Chúa tể xem cái này một chút đi. Đây chỉ là một cái ngọc bài đưa tin bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì, tinh thần đào qua ở phía trên, sắc mặt nhất vân cũng lập tức biến thành vẻ hết sức cổ quái. Vô nhật chúa tể bảo ngươi không nên động vào quang mang này trước, hắn sẽ qua đây hay sao? Trên ngọc bài thượng này chỉ có tin tức ngắn gọn, là do vô nhật chúa tể lưu lại, chỉ có một câu nói bảo hậu nhân hắn không nên động vào quang mang, một lát nữa hắn sẽ đích thân tới. Vâng, vĩnh dạ hoàng đế gật đầu, nói. Ta còn cho là giữa chúa tể các người có ước định gì đó, còn tưởng rằng người đã biết. Ta cũng vừa mới trở thành chúa tể, không quen biết bọn hắn cho nên cũng không ai nói cho ta biết. Nhìn ý tứ trong lời nói của vô nhật chúa tể trong ngọc bài, có lẽ phần lớn chúa tể cũng đã đích thân tới đây. Rốt cuộc hỗn độn vương phủ lệnh này có sức hấp dẫn gì lại khiến cho nhiều ít chúa tể đồng thời xuất thủ gì chứ người có chúa tể lão tổ bọn họ không có xoa bọn hắn cũng đợi ở chỗ này lại còn bất động nhiếp vân chỉ về phía những người khác chung quanh quang mang cũng không thiếu người những người này cơ hồ hắn đều không nhận ra vĩnh dạ hoàng đế có một vị lão tổ chúa tể đưa tin những người này có lẽ cũng không có à sao lại cũng dừng lại không có một người nào đi tấn công quang mang chứ chuyện này có chút không phù hợp với đạo lý thường thấy à người thề đi tới nơi này vô luận là ai cũng đều là cựu phách của một thế lực loại thế lực này không có chúa tể làm hậu thuẫn thì sao có thể tồn tại được chứ lại nói cho dù bọn hắn không có chúa tể hậu thuẫn thì cũng không dám phá vỡ quang mang trước mắt nữa bởi vì mới vừa rồi tề toàn đứng thứ 39 trong bách cường bảng tùy tiện xuất thủ cũng đã bị thiêu đốt thành cho tàn vĩnh dạ hoàng đế cười khổ nói tề toàn nhiếp vân không khỏi nghiêm trọng có thể ở xếp hạng thứ 39 trên bách cường bảng thực lực tất sẽ cực mạnh so với bọn người phù ám triều cũng không kém hơn chút nào loại cường giả này lại bị đốt thành cho bụi rốt của quang mang này là cái gì làm sao lại lợi hại như vậy chứ ngẩng đầu nhìn qua đột nhiên hắn sửng sốt một phen phía trên quang mang có phủ văn đặc thù lưu truyền những phủ văn này không ngừng lóe lên tản mát ra uy áp khiến cho người khiếp đảm dĩ nhiên thứ khiến cho hắn sững sờ không phải loại uy áp này mà là những phủ văn này hắn đó hắn đã từng gặp chính là thập tuyệt cổ địa những phủ văn có khắc bên trên xích sát trói buộc quy giáp của cực thiên vương tĩnh những phủ văn này ban đầu khi hắn bỏ trên xích sắt đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể thay đổi kết cấu thân thể của hắn có uy lực cực lớn thế nhưng tại sao ở chỗ này lại cũng có thể thấy được chẳng lẽ đây là thủ đoạn phong ấn đặc hữu của cường giả phong vương chẳng lẽ dùng tầm lệnh phù cũng không mở ra được tầm lệnh phù là vật cần thiết để đạt được hỗn độn vương phủ lệnh nếu cần thiết thì tất sẽ có tác dụng của nó phải có liên quan với cái quang mang này. Tầm lệnh phù có thể mở ra, bất quá, nhất định phải có toàn bộ 8 khối tầm lệnh phù đến đông đủ thì mới có thể, mà bây giờ ở chỗ chúng ta nơi chỉ có bốn khối, nghe nói còn có bốn khối ở trong tay cường giả chúa tể, cho nên chỉ có thể chờ bọn họ mà thôi. Vĩnh dạ hoàng đế vô cùng bất đắc sĩ nói, một khi chúa tể đi tới, hỗn độn vương phủ lệnh nhất định sẽ không có phần của bọn họ, nhưng mà không đợi chúa tể thì không mở ra được quang mang giống như có một tòa bảo sơn đang ở trước mặt thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn mà không thể thu vậy trong lòng ngơ ngái khó nhịn thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào trước đó khi mở ra tam giới ma bàn chỉ vận dụng bốn khối tẩm lệnh phù nhất vân còn tưởng rằng những lệnh phù khác cũng nằm trong tay bọn họ chẳng qua là bọn họ không có lấy ra mà thôi hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy đã như vậy vậy thì chờ một chút đi nhất vân nói mới nói được một nửa thì đột nhiên nhếch miệng cười nói bọn họ đã tới. Tới, các chúa tể đại nhân tới rồi sao? Vĩnh Dạ Hoàng đế sửng sốt một chút, vội vàng xoay người nhìn về phía sau, bất quá trong tầm mắt của hắn, ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Âm. Um, trong lúc hắn đang nghi ngờ trong lòng thì ánh mắt hoa lên, lập tức có mấy bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi. Không ngờ lại biết trước lâu như vậy. Đây chẳng lẽ chính là lực lượng của chúa tể sao? Nhìn tốc độ của người tới nhanh như vậy, Vĩnh dạ hoàng đế có chút khiếp sợ nhìn về phía Nhất Vân. Tốc độ của những người này như thế, mà lại biết trước lâu như vậy, phần cảm này, so với cường giả bán bộ chúa tể đại tam trọng như hắn cường đại hơn quá nhiều, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Xem ra cũng không tới muộn à. Một tiếng cười sang sảng vang lên, người đang phi hành ở trước mặt nhất thời thu hồi đôi cánh sau lưng. Hắn cũng giống như Nhất Vân, có được một đôi có thể thu vào trong thân thể, hai cánh to lớn, so với phượng hoàng chi dược càng thêm rộng lớn một khi hoàn toàn giang rộng ra có thể che khuất bầu trời, không biết là do luyện chế hay là vốn bản thân đã có, vừa nhìn một cái cũng đã biết uy lực vô cùng, có thể so với thần binh chúa tể. Vị này là tinh dạ chúa tể, nghe nói là do một mảnh tinh không trong tàng nguyệt trí tôn vực biến thành, toàn bộ hỗn độn thế giới là người thứ nhất không có sự sống mà lại thành tựu chúa tể, đôi cánh giang rộng ra, có thể khiến cho người ta rơi vào trong đêm tối, rơi vào xa lầy vĩnh viễn. Phù ám chiều lặng lẽ truyền âm cho nhiếp vân tuổi tác của hắn đã hơn ước vạn năm rất nhiều chúa tể mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy thế nhưng chỉ cần nhìn hình dáng đặc thù một cái là có thể phân biệt ra được do tinh không biến thành mặc dù nhiếp vân ngạc nhiên thế nhưng cũng không cảm thấy quá mức rung động vật không có sự sống diễn sinh ra linh trí trước đó cũng không phải là hắn chưa từng gặp qua bản thể của từ đồng bất hủy chính là một tòa hỗn độn thần sơn a bất quá một vật không có sự sống sau khi diễn sinh ra linh trí còn có thể trở thành chúa tể đúng là không đơn giản chút nào. Chỉ cần trong tay chúng ta còn có tầm lệnh phù, như vậy cũng sẽ không muộn. Một người trung niên sau lưng tinh dạ chúa tể nói. Trên mặt người này lạnh như băng không có một chút cảm tình nào, chung quanh thân thể không ngừng tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Tựa như mùa đông đi tới, vô số bông tuyết bay lượn bốn phía thân thể, vô cùng quỷ dị. Vị này, nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn là tuyết hàn chúa tể, nghe nói, sau khi thê tử chết đi, tự chém cảm tình, rồi đem thân thể chôn ở dưới hàn băng vạn năm đóng băng nghìn vạn năm vốn hắn một lòng muốn chết ai ngờ lại cơ duyên xảo hợp hạ lấy được ngụy bản nguyên đại đạo trở thành chúa tể nghe nói ngày đó lúc hắn phá băng mà ra hàn khí sông thẳng bầu trời đóng băng ức vạn dặm vô số người đều chết oan chết uổng chính vì vậy tên thật của hắn rất nhiều người cũng không biết tất cả đều gọi hắn là tuyết hàn chúa tể sau đó sau khi hắn nghe thấy cái danh hiệu này cũng không tức giận lại trực tiếp đem tên của mình đổi thành cái tên này thời gian dài trôi qua rốt cuộc tên thật bồn là cái gì sợ rằng cũng đã không còn ai nhớ được nữa phù ám triều tiếp tục nói hắn biết nhiếp vân đối với những chúa tể này cũng không hiểu rõ cho nên hắn đem chuyện mình biết nói ra không giữ lại chút nào vị phía sau tuyết hàn chúa tể kia nếu như ta đoán không sai chắc là trọng đông chúa tể trời xanh song đồng nghe nói có thể nhìn thấu sinh tử họa phúc trong mắt lộ ra kim quang hoàn toàn có thể dùng ánh mắt giết người nghe nói cường già từ chúa tể trở xuống không ai có thể ngăn cản được ánh mắt của hắn hắn tự nghĩ ra vũ kỹ đồng loại nổi tiếng thiên hạ vị cuối cùng kia chính là đan thần chúa tể chính là vị chúa tể mà ngươi người đều muốn làm quen hắn cũng rất hào phóng mỗi nghìn vạn năm đều sẽ thu một người đệ tử vì có thể trở thành đệ tử của hắn rất nhiều người đã cướp đoạt phá đầu không ngừng giao thủ máu chảy thành sông ồ vì sao mọi người đều muốn trở thành đệ tử của hắn như vân hỏi Đại đạo chỉ lĩnh ngộ nhưng không thể truyền, coi như là đệ tử của chúa tể, nhiều nhất cũng chỉ có vật tư, tài phú nhiều hơn ít, danh tiếng vô lượng hơn một ít, thế nhưng cũng không đến nỗi khiến cho vô số người cướp bề đầu a. Nghe nói đan thần chúa, tể có thể đem lĩnh ngộ đại đạo luyện chế thành đan dược, ăn vào loại đan dược này, rất dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo tương ứng, chỉ tính riêng điều này cũng đã có sức hấp dẫn vô cùng lớn, khiến cho người ta không có biện pháp nào cự tuyệt được. Phù ám triều cũng có vẻ hâm mộ không thôi đem đại đạo luyện chế thành đan dược lợi hại như vậy sao? Nhất vân cả kinh không khỏi khen ngợi một câu đại đạo không thể truyền cho dù là hắn muốn khiến cho người khác lĩnh ngộ đại đạo thì cũng chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn khác mà thôi Tỉ như khắc phủ điêu đại đạo để cho người khác từ từ lĩnh ngộ nếu như đem đại đạo luyện chế thành đan dược như người này khiến cho người khác dùng là có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra đại đạo của bản thân chuyện này hắn cũng không làm được ầm um, vừa mới giới thiệu xong bốn vị chúa tể này thì trước mắt lần nữa nổ vang lại có mấy vị chúa tể bay tới trong nháy mắt chúa tể tụ tập lực lượng cường đại kích động khắp nơi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lẽo như đang trong hầm băng không dám cao giọng nói chuyện lão tổ thấy trong mấy vị chúa tể lần này tới có một đạo thân ảnh quen thuộc vĩnh dạ hoàng đế lập tức vui mừng gọi không cần đoán cũng biết vô nhật chúa tể mà vĩnh dạ hoàng triều dựa vào đã đến nhất vân tiểu huynh đệ không nghĩ tới mấy ngày trước chúng ta vừa mới giao thủ khi đó ngươi vẫn chỉ có thực lực bán bộ chúa tể vậy mà lúc này vừa mới mấy ngày trôi qua đã trở thành chúa tể chân chính như vân đang quan sát thì lại nghe được một tiếng cười sang sảng vang lên một bóng người cao lớn bay tới thần quân chúa tể như vân ôm quyền nói người tới chính là các chủ thiên nhất các trong tam giới thành thần quân ban đầu giao dịch ở thiên nhất các như vân lấy ra hỗn độn vương thạch hai người đã từng gặp qua một lần cũng có giao thủ qua lúc đó cho dù nhất vân phối hợp với kỳ hư kiếm thì cũng không thể làm tổn thương được đối phương chút nào. Mấy ngày không gặp, không ngờ đối phương đã có thể ngồi ngang hàng với hắn. Loại tốc độ tiến bộ này khiến cho thần quân chúa tể cảm khái không thôi. Nhếp vân, hắn chính là Nhếp vân. Hắn chính là vị tân tấn chúa tể kia sao? Chính là hắn giết kiển huyết lão tổ, phải cẩn thận một chút. Mọi người liên hợp lại một chỗ, nếu như hắn có ý đồ gây rối, trực tiếp động thủ là được. Chúa tể tới chỗ này, mỗi một người đều là hạng người tai mắt thông minh, cho dù lời nói của thần quân không vang vọng thế nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người xoay người nhì lại vẻ mặt tràn ngập cảnh giác nếu như nhiếp vân chẳng qua chỉ là tân tấn chúa tể đơn thuần thì cũng thôi a à, mấu chốt là hắn vừa mới đánh chết kiền huyết lão tổ có thể đánh chết một chúa tể cũng đã nói lên đối phương cũng có thể giết chết bọn hắn bảo sao bọn hắn không kiêng kỵ cho được thậm chí trong mắt rất nhiều người còn lộ ra địch ý không chút che giấu nào thu ánh mắt của những người này vào trong mắt nhiếp vân khẽ cười một tiếng cũng không thèm để ý hắn không trọ vào người ta người khác tốt nhất cũng đừng trêu chọc vào hắn nếu không tuyệt đối hắn sẽ cho đối phương một đoạn trí nhớ cả đời khó quên nhất vân chúa tể chính là người thứ nhất trong những chúa tể thực lực thông thiên vượt xa chúng ta chúng ta nghìn vạn lần không nên gây mâu thuẫn với hắn nếu không cho dù có bị giết cũng còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra đúng lúc này một tiếng hử lạnh vang lên trong nam mang theo vẻ khích bác